khi tận mắt nhìn thấy kết quả báo cáo giám định. Ruột gan của nữ chủ tịch quận thắt lại, bởi vì cô gái vừa bị bà đánh trọng thương lúc nãy lại chính là con gái ruột mà bà đã khổ tâm tìm kiếm nhiều năm bà qua. Kích động chạy đến nhận con, nhưng cô con gái căn bản không muốn tha thứ cho người mẹ năm đó đã bỏ rơi mình. Thì ra vào 15 năm trước, hai người con của nữ tỷ phú bị bắt cóc. Ai ngờ tên bắt cóc bị mất trí, bắt bà chọn cứu một trong hai đứa bé. Nữ tỷ phú cầu xin hắn hãy trút tất cả lên bà, nhưng tên bắt cóc lại không kiên nhẫn, lập tức muốn giết chết cậu bé. Á, tôi chọn Hạ Lý, tôi chọn Hạ Lý. Trong giây phút nguy cấp, tuy vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng nữ tỷ phú cũng từ bỏ việc bọn bắt cóc nghe thấy thế liền nổi điên, mang cô bé gái rời đi. Sau một hồi ẩu đả liền vứt cô bé vào một khu rừng. May mà mạng của cô bé lớn, được một bác sĩ đang đi hái thuốc cứu sống. Sao bị thương nặng như thế này? Nhưng sau khi cô bé được chữa khỏi thì lại mất đi trí nhớ. Người đàn ông không có con liền nhận nuôi cô bé. Thời gian 15 năm trước mắt đã trôi qua, cô bé dựa vào năng lực của bản thân, cuối cùng thi đậu vào học viện âm nhạc đứng đầu cả nước. Hơn nữa còn báo danh tham gia cuộc thi âm nhạc. Không ngờ việc làm này lại khơi dậy sự ganh ghét của ả đàn bà mưu mô. Ả ta tìm người sỉ nhục cô trong phòng trang điểm. May chẳng qua cũng chỉ là một con trợ lý của chị Mỹ Lạc mà thôi. Dám lén lút báo danh, định cướp ánh hào quang của chị Mỹ Lạc ư? Cuộc thi chỉ yêu cầu cung cấp tác phẩm, những người nghiệp dư cũng có thể tham gia, tại sao tôi lại không thể báo danh chứ? Mày xứng sao? Không sao chứ, các cô đừng quá đáng như thế. Sao nào, mày muốn thế chỗ nó hả? Nếu như chị Mỹ Lạc không tốt bụng, mày có thể mắt nhắm mắt mở vào được đây sao? Tao nói ấy hả, chị Mỹ Lạc có thể nhẫn nhịn, nhưng bọn tao không thể bỏ qua như thế được. Đúng, xé rách quần áo của nó, để xem nó tham gia cuộc thi bằng cách nào. Cô buông ra, đừng động vào tôi. May mà bố nuôi của cô đến đúng vào thời khắc quan trọng, mạnh mẽ đối đầu với đám người của ả mưu mô kia, thậm chí còn rút điện thoại ra muốn quay lại mặt của bọn họ. Và đúng lúc này, người đại diện của ả đàn bà mưu mô đột nhiên nổi giận, đánh bay điện thoại của bố nuôi. Không ngờ vào lúc bố nuôi cúi xuống định nhặt điện thoại, ả mưu mô độc ác kia lại trực tiếp giẫm vào tay ông. Á, bố, cô thấy thế vô cùng hoảng hốt, cầu xin ả ta tha cho bố mình một lần, bản thân có thể từ bỏ cuộc thi, không tranh sự nổi tiếng với ả nữa. Ai ngờ lúc này anh ba ngôi sao của cô gái bước vào, nhưng anh lại không biết cô chính là em gái ruột của mình, lại đi tin lời bịa đặt của đám chân chó, chuẩn bị để cho cấp dưới hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của cô. Không ngờ giây tiếp theo đã biết tin tức cô và ả mưu mô kia đồng thời tham gia cuộc thi đã lên hot search. Nếu như bây giờ hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của cô, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình trước khán giả để trừ một đường lui cho mình, nên anh trực tiếp đuổi việc ba ả chân chó, hơn nữa đồng ý giữ cô lại. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, anh ba đã nói cô chỉ có thể dùng thân phận trợ lý của con ả mưu mô kia tham gia cuộc thi. Cô gái nghe thấy thế đương nhiên là vô cùng uất ức, mà anh ba thiên vị ả mưu mô kia chỉ bởi vì trên cổ cô ta đeo mặt dây chuyền ngọc quan âm, khiến anh hiểu lầm rằng đối phương là em gái của mình. Nhưng anh không ngờ rằng mặt dây chuyền này là do ả đàn bà mưu mô trộm được. Lúc này cô gái đột nhiên đau đầu đến tột độ, trong đầu lướt qua những mảnh vụ ký ức lúc nhỏ và lúc cô sắp có thể khôi phục được trí nhớ. Anh ba đột nhiên mất kiên nhẫn, chất vấn rốt cuộc cô có chịu quỳ xuống xin lỗi không hay muốn bị phong sát. Không ngờ bố nuôi đột nhiên quỳ xuống. Đứng lên đi cô hạ, lỗi lầm đều là do tôi cả, cầu xin cô đừng bắt con bé rút khỏi cuộc thi. Bố, con cầu xin bố đừng như thế, cuộc thi này con không tham gia nữa, chúng ta về nhà. Tử phù, con nói linh tinh gì thế? Bố, tử phù, con không thể quỳ được, con quỳ xuống làm gì chứ, mau đứng lên. Không phải chỉ quỳ một cái thôi sao, sao cứ như là sinh ly tử biệt không bằng. Nể mặt cô Mỹ Lạc, tôi chỉ dạy dỗ các người chút thôi. Tiểu Dã, cho em cái này. Cảm ơn anh ba, thứ mà anh thích nhất anh đều sẽ cho Tiểu Dã hết. Đúng vào lúc này, cô lập tức cướp lấy mặt dây chuyền trong tay anh ta, nổi giận nói, rõ ràng đây là mặt dây chuyền của cô, tại sao giờ lại thành của ả đàn bà mưu mô? Không ngờ dây tiếp theo, mặt dây chuyền đã bị anh ba giật về. Hỏi những người xung quanh là biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mặt dây chuyền. Nhưng xung quanh đâu đâu cũng là người của ả mưu mô kia. Mặt dây chuyền ngọc quan âm này rốt cuộc là của ai? Là của Hạ Mỹ Lạc, lúc cô ấy luyện tập luôn đeo theo sợi dây chuyền này. Đúng vậy đấy, chúng tôi cùng nhau thay đồ tập, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy đeo rồi. Dã tâm của con trợ lý này đúng là không nhỏ, lại dám đòi với tay đến tập đoàn Thịnh Thị. Cô nói mặt dây chuyền ngọc này rốt cuộc là của ai? Tôi chưa từng nhìn thấy tử phù đeo, chắc là của Hạ Mỹ Lạc. Vậy kết quả cuối cùng, chủ nhân của mặt dây chuyền là ả mưu mô, cô cố gắng giải thích. Bố nuôi cũng nói mặt dây chuyền này giống hệt với cái mà trước đây cô vẫn hay đeo. Ai ngờ hai bố con lại bị anh ba chế giễu, cô thấy thế liền tức giận mắng anh ba là đồ tiểu nhân. Lúc này anh cả và anh hai đi đến, cũng mắt mù nghĩ rằng ả đàn bà mưu mô là chủ nhân của mặt dây chuyền, là em,
anh chính là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị, nổi tiếng trên báo đó sao? Không cần phải cung kính như thế, anh là anh cả của em, anh là Thịnh Nam Tự, đại diện pháp lý của tập đoàn Thịnh Thị. Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị trong truyền thuyết đấy. Đẹp trai quá đi mất. Hạ Mỹ là có quan hệ gì với bọn họ thế? Đến cả ba vị đó của Thịnh Thị mà còn khách khí với cô ta như thế, vậy chắc tin tức là thật chứ hả? Hạ Mỹ Lạc là thiên kim thất lạc mười mấy năm của tập đoàn Thịnh Thị ư? Chỗ này ầm ĩ quá. Chúng tôi còn có chuyện muốn nói với Tiểu Hạ, xin mời. Nhớ kỹ, phải giữ cái này thật cẩn thận, coi chừng có kẻ có mưu đồ không tốt với em. Sau khi nói mấy câu, ba anh trai cùng nhau rời đi, chỉ còn sót lại cô đang đau thương đến cực độ. Cô không ngừng nói với bố nuôi, bản thân chẳng làm gì cả. Con không làm gì hết. Mặt dây chuyền ngọc này, chắc hẳn mặt dây chuyền là thứ tập đoàn Thịnh Thị vẫn luôn tìm kiếm nhỉ, không biết tiền thưởng có thể được bao nhiêu. Em đã ngồi ở đây rồi, còn cần mặt dây chuyền làm gì? Cô Mỹ Lạc, thật ra là thế này, mặt dây chuyền ngọc này hoàn toàn không đáng tiền. Thứ đáng tiền là thân phận thật sự của nó, bố nuôi của em. Trước giờ chưa từng đề cập đến thân thế của em sao? Được rồi, hai đứa đừng trêu em gái nữa. Con bé mất tích lúc chỉ mới 5 tuổi, còn bị thương nghiêm trọng như thế, đổi lại là cậu thì cậu có nhớ được không? Không phải đang đùa chút thôi sao? Xin lỗi. Có rất nhiều chuyện, em thật sự không nhớ ra được. Không sao cả. Cô Mỹ Lạc, thật ra thân phận thật sự của em là Thiên Kim tập đoàn Thịnh Thị, Thịnh tiểu giã. Sau khi em bị bọn kẻ thù bắt cóc năm đó thì không rõ tăm hơi, mà dây chuyền ngọc quan âm này cũng trở thành tín vật nhận thân duy nhất. Thì ra Khương Tử Phú thật sự là thiên kim của nhà họ Thịnh, em yên tâm. Những thứ đã mất, bọn anh sẽ bù đắp lại hết cho em. Tập đoàn Thịnh Thị là ông lớn trong giới đầu tư, chắc chắn sẽ biến em trở thành nữ idol hot nhất cả nước. Đến lúc đó, địa vị sẽ ngang ngửa với anh ba Hạ Lý của em. Tập đoàn Hạ Thị cũng sẽ DUAC hợp tác vĩnh viễn với tập đoàn Thịnh Thị. Vì để báo đáp công ơn nuôi nấng của ngài Hạ với em, tất cả những biệt thự, siêu xe dưới danh nghĩa đều cho em chọn tùy ý. Lúc đó, sắp xếp trợ lý gửi đến cho em, Tiểu Giã. Sau này, em đã có ba người anh trai bảo vệ cho rồi, có vui không? Vui lắm, rất vui ạ. Bây giờ em chính là Thịnh Tiểu Giã rồi. Tiểu Giã, cuối cùng con cũng đã trở về, mẹ rất vui. Nhiều năm qua, mẹ và các anh đều luôn tìm kiếm con. Hôm nay một nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ cho con mặt dây chuyền ngọc này, con vẫn luôn giữ cẩn thận bên mình, không nỡ bỏ ra dù chỉ là một giây. Con gái đã lớn rồi, nhiều năm qua mẹ sắp không còn nhận ra được con nữa rồi. Mẹ, về sau tháng rộng ngày dài, đừng kích động như thế. Tiểu Giã, con xem, những món này đều do mẹ tự tay nấu đấy, tí nữa con phải ăn nhiều vào chút. Ừm, cảm ơn mẹ ạ. Tốt, con gái trở về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Nào, chúng ta cùng chào đón Tiểu Giã đã về nhà. Đi. Bố, hay là thôi vậy? Chỉ là một chiếc mặt dây chuyền thôi, sao chúng ta lại vì chút thù này mà đi chọc giận nhà họ Thịnh làm gì? Con bé ngốc, con hồ đồ rồi sao? Từ ngày bố cứu được con về, mặt dây chuyền này vẫn luôn ở bên cạnh con không rời. Có lẽ là có liên quan đến thân thế của con, nhà họ Thịnh có thể sẽ biết ngoại ngành của chuyện này, quên biết bố mẹ ruột của con cũng không chừng. Cuộc sống hiện tại của chúng ta lẽ nào không tốt sao? Con không muốn tìm bố mẹ ruột gì cả. Lúc đầu bọn họ vứt bỏ con trong núi sâu, không chừng vốn không muốn để con được sống nữa. Hơn nữa con đã có bố rồi. Con có bố đã đủ lắm rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Có lẽ bọn họ có khổ tâm chăng, hôm nay bố nhất định phải đưa con đến nhà họ Thịnh hỏi cho ra lẽ. Đi. Sao lại là hai người? Thầy Hạ Lý, mặt dây chuyền ngọc kia là của tử phù nhà tôi, cậu xem có thể điều tra lại được không? 1 triệu có đủ chưa anh? Không phải như cậu tưởng đâu, mặt dây chuyền ngọc này có liên quan đến thân thế của tử phù. Ba triệu đã đủ chưa? Ai thèm mấy đồng tiền thối này của anh chứ? Bố, chúng ta đi. Không cần tiền thì cô chạy đến đây làm gì? Vừa ăn cắp vừa la làng, tôi chưa từng gặp ai mặt dày như các người. Thân phận của mặt dây chuyền ngọc này sao có thể trộm được? Thân phận cái gì? Chủ nhân của mặt dây chuyền là Hạ Mỹ Lạc, là em gái nhỏ đã mất tích của nhà Thịnh Tiểu Giã. Đã xác nhận rồi, hôm nay tôi không thèm tính toán với hai người, sợ sẽ phá hỏng tâm trạng phấn khởi của bố mẹ tôi. Dì Lan, tiễn khách. Mẹ, thật ngại quá, đây là tiền cậu chủ nhà chúng tôi chuẩn bị. Ông mau về đi. Thịnh Hạ Lý quay lại đây cho tôi. Thịnh Hạ Lý,
Thịnh Hạ Lý, anh ở đâu? Bà phải chọn cho tôi. Trong hai đứa bé, chọn đứa nào? Tôi chọn Hạ Lý. Con gái ngoan à, là mẹ mày muốn mày chết. Không trách tao được rồi. Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi, con không muốn chết đâu mẹ ơi. Cô là ai? Ai cho cô vào đây? Ra ngoài cho tôi, cô được phép vào phòng này à? Không phải. Cô là ai? Qua đây. Qua đây, giao đồ ra đây, nghe chưa? Hạ Lý. Cô ta là bạn con à, mẹ. Mẹ đừng giận. Con bất cẩn để cô ta vào. Con cũng không ngờ, cô ta dám tìm tới tận đây. Đừng có dẫn người lung tung về, chẳng có chút phép tắc nào hết. Mẹ, mẹ bớt giận. Bố con cô ta cứ mãi đeo bám con. Chỉ là một con nhỏ, muốn mạo danh em gái để lừa tiền mà thôi. Đuổi đi là được rồi, đuổi đi thôi hả? Đừng hòng. Mẹ muốn báo cảnh sát, tra rõ chuyện này. Dám tới nhà họ Thịnh lừa tiền là phải trả giá. Mẹ, con biết cô gái này. Cô ta tên là Khương Tử Phú, là trợ lý của con. Nể mặt con, đừng báo cảnh sát, bỏ qua đi mẹ. Trợ lý của con, tuổi con nhỏ mà mưu mô như vậy. Hừ, bò từ một trợ lý quèn đến bây giờ còn muốn mạo danh thân phận của tiểu giã đeo bám nhà họ Thịnh. Tôi xem thường cô quá rồi. Thịnh phu nhân, bà đổ oan cho tử phù nhà tôi rồi. Tử phù nhà tôi đơn thuần, chưa từng đòi hỏi gì. Bỏ đi, bọn tôi không lấy lại mặt dây chuyền nữa. Có lẽ chúng tôi nhầm lẫn. Ông là ai? Tôi là bố của tử phù. Một tay tôi nuôi nó khôn lớn. Có điểm nào thất lễ thì mong bà lượng thứ. Quả nhiên là một con nhỏ có người đẻ mà không có người dạy. Cô cầm cái gì đấy? Giao ra đây. Không có gì. Chỉ một tờ giấy rách mà thôi. Mình về nhà thôi con, do bố nhầm lẫn. Bố không nên tới. Không nên kiên quyết bảo con tìm tới đây. Phu nhân, không hay rồi. Bộ trang sức cao cấp bà muốn đeo trong buổi tiệc tối đã mất rồi. Là các người trộm nhỉ? Giao ra đây, dựa vào đâu mà gì nói là? Sao bà lại đánh con gái tôi? Ai cho ông quát mẹ tôi? Bà là Thịnh phu nhân cao sang quyền quý thôi mà. Lẽ nào vì vậy mà có thể tùy tiện bắt nạt, tùy tiện đánh người khác à? Còn pháp luật nữa hay không? Tôi đánh nó thì sao? Nó trộm đồ. Ông không dạy được nó thì để xã hội dạy. Sao nào? Cần tôi báo cảnh sát không? Mẹ, chuyện này mẹ có nhầm lẫn gì không? Hay là mẹ tìm lại kỹ càng đã? Mẹ nhầm lẫn á? Không thể nào. Ngoài mẹ con mình thì trong nhà chỉ còn mấy người giúp việc. Chỉ có hai người này là người lạ vào nhà. Cô ta dám vào phòng tiểu dã lục lọi. Ai mà biết cô ta có vào phòng khác lục lọi hay không? Vừa nãy tôi chỉ vào phòng đó, không bước vào phòng nào khác nữa. Với cả tôi cũng chẳng lục lọi gì. Con gái tôi nói rồi, nó không động vào đồ của bà. Tôi tin con bé. Có phải lần đầu trộm đồ đâu. Trước đây còn định trộm mặt dây chuyền của tôi mà. Nói không chừng đang giấu đồ trộm trên người đấy. Tiểu dã nói đúng. Cô mau giao đồ ra đây. Nếu không, đừng hòng bước ra khỏi nhà tôi. Hoặc là cô tự giao, hoặc là tôi gọi người tới giúp cô. Các người nói bừa gì đấy? Tôi xem ai dám động đến con gái tôi. Người đâu? Đừng động vào con bé. Đừng động vào con gái tôi. Đừng động vào tôi. Các người làm gì thế? Đám súc sinh. Thả con bé ra. Thả ra. Anh thả tôi ra. Thả tôi ra. Đám súc sinh các người. Đừng động vào con bé. Đừng động vào con gái tôi. Thả con bé ra, nó không trộm đồ. Đừng động vào con gái tôi. Đi trích camera trong nhà ra, thả ra. Mẹ, bây giờ chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh cô gái này trộm đồ, cũng không có quyền lục soát người cô ấy. Mẹ dừng lại đi, dừng. Phu nhân, đã tìm được người trộm đồ rồi, là thư ký Hoàng. Cái gì? Phu nhân, là tôi nhất thời hồ đồ. Mẹ tôi bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật, nên tôi bị mờ mắt.
Sao cậu làm ra chuyện hồ đồ này được? Bỏ đi, Mộ Bạch, nhà họ Thịnh chi tiền khám bệnh cho mẹ cậu ấy. Bên phía cảnh sát, con nhớ đánh tiếng trước. Mai cậu tới công ty từ chức đi. Sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Đưa đi. Trang sức của bà là con gái tôi trộm hả? Dựa vào đâu mà sỉ nhục con gái tôi như vậy? Nếu cô ta không đi lung tung thì bọn tôi cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Vậy các người cũng không thể đổ oan cho người tốt. Tùy tiện sỉ nhục con gái tôi, người cần báo cảnh sát là chúng tôi mới phải. Ông quát gì? Ở đây là nhà họ Thịnh, chưa đến lượt các người hỗn láo ở đây. Người đâu? Vứt hai người này ra ngoài cho tôi. Bố, bố, bố không sao chứ? Không sao. So với thế này chi bằng cầm tiền rồi cút sớm đi. Sau này đừng hòng lấy được đồng nào từ nhà họ Thịnh, cũng đừng hòng lấy thân phận của tiểu dã để trèo cao. Khương Tử Phủ tôi từ nay không còn quan hệ gì với nhà họ Thịnh mấy người nữa. Hơn nữa cuộc thi thăng cấp ngày mai tôi cũng sẽ quang minh chính đại đánh bại Hạ Mỹ Lạc, cướp lại mọi thứ tôi đã mất. Tiết mục mở màn của thí sinh Hạ Mỹ Lạc rất tròn trịa. Có ai muốn khiêu chiến không? Xem ra là một đối thủ mạnh. Vậy để hệ thống chọn ngẫu nhiên, xem vận may về tay ai. Khương Tử Phù mạnh quá, sao cô ấy còn hát hay hơn cả Hạ Mỹ Lạc vậy? Tối qua Khương Tử Phù ở phòng tập luyện tới khuya lận, tôi cảm thấy cô ấy hát còn hay hơn Hạ Mỹ Lạc nhiều. Lên hot search rồi, chuyện gì vậy? Các vị ban giám khảo, tôi muốn tố cáo. Tác phẩm dự thi của Khương Tử Phù lần này là đạo nhái tác phẩm của tôi. Tôi mới là tác giả của bài hát này. Hôm qua tôi đã phát demo của bài này trên TikTok, vốn chỉ để chia sẻ với fan linh cảm của mình. Không ngờ bây giờ lại trở thành chứng cứ để chứng minh tôi là tác giả. Ban giám khảo, tối qua tôi tự đóng cửa tập luyện đến nửa đêm, hoàn toàn không có thời gian lên mạng, không thể nào đạo nhái tác phẩm của Hạ Mỹ Lạc được. Tôi cho rằng Hạ Mỹ Lạc mới là tác giả của bài này, tôi có thể làm chứng. Hôm qua tôi cũng đã thấy Hạ Mỹ Lạc đăng TikTok, tôi rất tán thưởng demo của cô ấy. Lúc đó đương nhiên cô ở phòng tập luyện, nhưng cũng không có ai chứng minh cô đã hoàn thành tác phẩm. Trình độ bây giờ của cô, đẳng cấp của cô bây giờ rất khó để sáng tác ra tác phẩm thế này. Bài hát này hoàn toàn là tác phong xưa nay của Hạ Mỹ Lạc. Thế nên, theo quy tắc cuộc thi, tôi muốn hủy thành tích của cô. Đồng thời, cô phải công khai xin lỗi cô Hạ Mỹ Lạc. Phong cách trước đây của Hạ Mỹ Lạc, anh Hạ Lý, tuy tôi rất kính trọng anh, nhưng mong anh lượng thứ vì tôi không thể chấp nhận phán quyết cầu anh. Khương Tử Phù, ban giám khảo có quyền đưa ra phán xử công bằng. Nếu đã là phán xử công bằng, thế thì tôi yêu cầu chương trình tra xét camera giám sát quá trình thi đấu, xem tôi có đạo nhái tác phẩm của Hạ Mỹ Lạc hay không. Được, thế tôi sẽ đưa ra chứng cứ cho cô tâm phục khẩu phục. Nếu tôi có thể chứng minh cô đạo nhái tác phẩm của Hạ Mỹ Lạc thì mong cô rút khỏi cuộc thi, đồng thời vĩnh viễn không tham gia vào chương trình nào trong nước nữa. Anh Hạ Lý, anh tự tin vậy sao? Đương nhiên, tôi rất hiểu trình độ sáng tác của các cô. Nếu chứng minh được người đạo nhái không phải tôi mong có thể khôi phục thân phận học viên chính thức của tôi, đồng thời bảo thí sinh Hạ Mỹ Lạc rút khỏi cuộc thi. Sao nào? Anh đồng ý không? Sao cô ấy dám? Đó là Thịnh Hạ Lý đấy.
Khương Tử Phù ngầu đét, vốn dĩ cô ấy đã hát hay hơn Hạ Mỹ Lạc nhiều mà, sao Hạ Mỹ Lạc có thể đạo nhái bài của Khương Tử Phù được? Cười quá. Được. Đương nhiên là được. Nhưng Hạ Mỹ Lạc hoàn toàn không đạo nhái. Hạ Mỹ Lạc, bây giờ tôi không phải là trợ lý quèn để mặc cô ức hiếp nữa đâu. Dựa vào đâu mà cô khiến tôi bẽ mặt trong khi chương trình trực tiếp dựa vào việc người đạo nhái là cô? Khương Tử Phù, cô đừng vui mừng quá sớm. Chương trình còn đang điều tra. Ai nói tôi đạo nhái hả? Hơn nữa Thịnh Hạ Lý sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Cô đừng tưởng có Thịnh Hạ Lý chống lưng thì có thể lấp liếm được, sẽ có ngày chân tướng phơi bày thôi. Sao nào bây giờ biết sợ rồi hả? Cái tôi muốn là ngày xét duyệt khiến cô bẽ mặt đấy, cho mọi người biết ai mới là người đạo nhái. Cô nói gì? Mỹ Lạc. Mỹ Lạc, không sao chứ? Á. Mỹ Lạc. Không hay rồi, Khương Tử Phù bị thương rồi, gọi cấp cứu đi. Tử Phù, đừng có chuyện gì nhé. Tử Phù, con ơi, cố gắng Tử đây. Phù, con đừng có chuyện gì nhé, người nhà không được vào, bệnh nhân cần phẫu thuật. Tử Phù. Tử Phù. Tiểu Giác, Tiểu. Cô nhẹ thôi, đau quá. Tiểu Giác, con sao rồi, có bị thương nặng không? Cho mẹ xem nào. Ôi cha, sao vết thương dài thế? Bị sao vậy con? Y tá, vết thương của em gái tôi có nghiêm trọng không? Anh yên tâm đi, vết thương của tiểu thư không sâu lắm, đã kịp thời xử lý rồi. Được, cảm ơn. Con nói đi, một cô con mà gái có một vết thương to trên tay thế này, nếu mà để lại sẹo thì biết làm sao? Làm sao vậy con? Mẹ lo chết đi được. Tại Khương Tử Phù kia, cô ta đạo nhái tác phẩm của con, còn diễu võ dương oai trong chương trình. May là có anh Hạ Lý bảo vệ con. Nhưng khi ra cánh gà, cô ta tức quá nên tìm người tới bắt nạt con, để con về phía cái gương, nói muốn rạch tay con, để con không hát được nữa. Đều tại con không tốt, con nên đón Tiểu Dã về nhà sớm hơn mới con đúng. Yên tâm, mẹ làm chủ cho con. Khương Tử Phù này, làm con bị thương ra thế này, mẹ phải khiến nó trả giá gấp 10 lần, mẹ muốn xem thử. Ai là người không thể tiếp tục đứng trên sân khấu hát được nữa? Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Bây giờ cô ấy mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của cô ấy khá hiếm. Thành phố mình chỉ có máu nhà họ Thịnh là phù hợp. Nhà họ Thịnh. Ông Khương, mau tranh thủ thời gian đi, nếu không tìm được nguồn máu thì e là con gái ông, Khương Tử Phù, sẽ nguy hiểm đấy. Nguy hiểm sao? Thịnh phu nhân, cậu Hạ Lý, tôi tới thăm. Cô Hạ Mỹ Lạc bây giờ thế nào rồi? Có bị thương nặng không? Khương Ngọc Sơn, ông còn mặt mũi đến đây à, Hạ Lý? Ông Khương, ông tới đây chắc là đã suy nghĩ kỹ nên bồi thường tổn thất tinh thần cho nhà họ Thịnh tôi thế nào rồi nhỉ? Thịnh phu nhân, bà yên tâm, nếu thật sự là Tử Phù làm cô Hạ bị thương thì chắc chắn tôi sẽ bồi thường. Nhưng lần này tôi tới là muốn cầu xin nhà bà cứu Tử Phù nhà tôi với. Tôi không nghe nhầm chứ? Ông muốn tôi cứu ai? Cậu không nghe nhầm. Cứu Tử Phù. Tử Phù bị đập vỡ đầu ở cánh gà, bây giờ đang ở phòng cấp cứu. Nhưng bác sĩ nói nó có nhóm máu hiếm, chỉ có máu người nhà họ Thịnh mới thích hợp. Thế nên xin nhà bà cứu Tử Phù với. Cứu Khương Tử Phù à? Cũng được thôi. Tốt quá rồi. Thế chúng ta, nhưng phải xem thái độ của ông thế nào. Cầu xin người ta thì cũng phải ra dáng chứ. Bây giờ ông quỳ xuống, xin lỗi con gái tôi. Ông cầu xin nó đi, xem nó có bằng lòng cứu Khương Tử Phù nhà ông không. Được, tôi quỳ. Cô Hạ Mỹ Lạc, trăm sai nghìn sai đều do tôi sai. Cầu xin cô tha thứ cho Tử Phù. Cứu nó với, bảo quỳ là quỳ ngay. Bảo sao Khương Tử Phù lại trơ trẽn vậy, thì ra bố cô ta thế này. Cậu nói gì cũng đúng. Tôi mặt dày, tôi đê hèn. Nhưng bây giờ Tử Phù còn đang cấp cứu, nó đang rất cần máu. Cầu xin hai người cứu nó với. Thịnh phu nhân, Thịnh phu nhân. Cứu nó với, Thịnh phu nhân. Ông diễn đáng thương cho ai xem hả? Ông tưởng xin lỗi thế này
thì chuyện này êm đềm bỏ qua vậy hả? Chỉ cần có thể cứu tử phụ, bảo tôi làm gì cũng được. Thịnh phu nhân, cầu xin bà mở lòng từ bi, cứu tử phụ với, cứu con gái tôi với. Mỗi người nhà họ Thịnh truyền máu cho con ông, không có cửa đâu. Các người, ức hiếp người quá đáng. Thế tôi báo cảnh sát. Hạ Mỹ Lạc, cô dám nói cô không liên quan gì tới việc con gái tôi bị thương không? Ông đừng ngậm máu phun người, là Khương tử phụ tự bất cẩn ngã. Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi báo cảnh sát, để cảnh sát tới giải quyết. Khương Ngọc Sơn, tôi cho ông biết, máu của người nhà họ Thịnh tôi không thể dùng để cứu Khương tử phủ đâu. Bây giờ ông có thể lập tức báo cảnh sát, tôi cũng rất muốn xem. Ai chứng minh được? Con gái nhà tôi làm Khương tử phủ nhà ông bị thương. Đợi đó cho tôi. Cô đứng nhìn gì đó? Nhị thiếu gia, anh xem cái này đi. Cô lấy đâu ra tấm ảnh này? Vừa nãy tôi quét nhà, nhặt ở kia kìa. Cô cầm cái gì đấy? Giao ra đây. Sao cơ? Thế tiểu dã sao rồi? Được. Đi, đi, đi. Anh cả, anh cả, anh cả. Anh nhìn cái này, cái gì? Khương Ngọc Sơn. Cô gái đứng bên cạnh ông ta là tiểu dã. Lúc em vừa nhìn tấm ảnh này cũng rất kinh ngạc. Đây là ảnh Khương tử phù vứt ở phòng khách nhà mình hôm đó, may là người giúp việc nhặt được. Xem ra suy đoán của em trước đây cũng có lý. Anh, em muốn nói một chuyện. Em thấy Thịnh tiểu dã này cứ là lạ sao đấy. Cảm thấy không ổn lắm. Lạ thế nào? Hình như mới đầu cô ta không biết rõ về mặt dây chuyền ngọc. Xong rồi tối nay còn nói cô ta vẫn luôn tìm mặt dây chuyền. Nực cười nhất là cô ta nói mặt dây chuyền này là do mẹ cô ta cái cho. Này là bùa hộ thân Hạ Lý tặng mà. Điều tra Hạ Mỹ Lạc cho tôi, làm giám định nha. Còn cả của cô gái kia nữa cũng làm một bản. Anh nói xem có phải từ đầu chúng ta đã sai hướng không? Bây giờ có nói nhiều thế cũng chỉ là nghi ngờ. Đợi kết quả. Mẹ nói Hạ Mỹ Lạc bị thương rồi, tới bệnh viện đi. Đi, mặc đồ vào. Mẹ, em gái thế nào rồi hả? Hay, nhìn các con lo chưa kìa. Con bé trong phòng vệ sinh ấy, lòng bàn tay bị cắt, không biết có để lại sẹo hay không. Người con hỏi không phải Hạ Mỹ Lạc, là Khương Tử Phù. Các con hỏi Khương Tử Phù làm gì? Mẹ xem cái này đi, vừa nãy giúp việc tìm thấy trong nhà mình. Hình như là đồ của Khương Tử Phù. Cô bé đứng bên cạnh Khương Ngọc Sơn. Là tiểu dã. Cô cầm cái gì đấy? Giao ra đây. Đây, không thể nào. Mẹ yên tâm. Con đã cho người làm xét nghiệm ra rồi, chắc chắn sẽ tra ra kết quả. Không thể nào. Chắc chắn là các anh nhầm rồi. Nói không chừng họ tìm người ghép ra bức ảnh này đấy. Hạ Lý, em nhìn cho rõ đi. Tấm ảnh này có dấu ấn đặc biệt do tiệm chụp ảnh ở trấn chụp năm 2000. Không giống ghép. Nhìn kỹ đi. Ông chủ, chuyện cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả giám định rồi. Bộ trang sức cao cấp bà muốn đeo trong buổi tiệc tối đã mất rồi. Là các người trộm nhỉ? Giao ra đây. Dựa vào đâu mà gì nói là? Tiểu dã nói đúng. Cô mau giao đồ ra đây. Nếu không, đừng hòng bước ra khỏi nhà tôi. Hoặc là cô tự giao. Hoặc là tôi gọi người tới giúp cô. Người đâu? Quả nhiên là một con nhỏ có người đẻ mà không có người dạy. Tôi cho ông biết, máu của người nhà họ Thịnh tôi không thể dùng để cứu Khương Tử Phù đâu. Tiểu dã, mẹ đã làm gì thế này? Con của mẹ ơi,
bác sĩ. Ông nghĩ thêm cách đi, bác sĩ, bây giờ chỉ có thể đợi máu trong kho, bọn tôi cũng bó tay rồi. Bác sĩ, tôi cầu xin ông nghĩ cách đi, bác sĩ. Bác sĩ, tử phù. Tử phù. Ông Khương, tử phù thế nào rồi? Truyền máu thế nào vậy bác sĩ? Các bà đồng ý truyền máu rồi à? Ông xem, tử phù là con gái tôi. Ông Khương, cứu tiểu dã trước, đúng, cứu con bé trước. Y tá, mau truyền máu đi, mau lên. Mẹ, hay để con cũng được, giúp của tôi đi không? Dùng máu của tôi muốn cứu tiểu dã nhà tôi. Bà giơ tay ổn định lại cảm xúc trước đã. Con cần một túi nữa, giúp của tôi đi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi, bác sĩ? Có phải bây giờ tiểu dã đã không sao rồi không? Ông bà đừng sốt sắng, phẫu thuật rất thành công. Bây giờ có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Ông bà ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi, là tôi. À, chỉ được một người ở lại chăm. Những người khác có thể về nhà rồi. Tôi là bố nó. Để tôi. Được. Tiểu dã, nhưng đừng chút Thịnh phu nhân. Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Bây giờ cần được tĩnh dưỡng. Lát nữa có thể sẽ tỉnh. Ông có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Làm phiền bác sĩ quá. Được, cảm ơn. Ông Khương, các người vẫn chưa về à? Bây giờ tiểu dã tỉnh lại chưa? Cho tôi vào thăm con gái tôi được không? Xin lỗi Thịnh phu nhân, con bé vẫn đang ngủ. Còn nữa, Khương tử phù là con gái của tôi, sau này bà có thể thăm vào khung giờ bệnh viện cho phép. Bây giờ mong bà đừng phiền nó nghỉ ngơi. Ông Khương, tôi biết ông đã cứu tiểu dã, nhưng ông cũng đã xem kết quả xét nghiệm rồi. Về huyết thống, tôi mới là mẹ ruột của con bé. Ông không có lý do ngăn cản tôi đi gặp con gái mình nhỉ? Con gái bà hả? Bà quên mình đã làm gì con bé à? Bà còn dám nói con bé là con gái bà hả? Mẹ, mẹ, mẹ đừng kích động, con thấy hay hôm nay vậy thôi. Bố, cho họ vào đi ạ. Tiểu dã, con đỡ chút nào chưa? Đầu còn đau không con? Tiểu dã, đây là anh cả của con, Thịnh Mộ Bạch. Anh hai là Thịnh Nam Tự. Còn đây là Thịnh phu nhân. Tôi gọi nhà dì vào là để nói rõ ràng. Tôi không phải là Thịnh tiểu dã. Từ ngày các người vứt bố con tôi ra khỏi nhà họ Thịnh, tôi đã hiểu rõ. Tôi tên là Khương Tử Phù. Tôi có bố. Bố tôi là Khương Ngọc Sơn của tiệm thuốc Đông Y Thành Nam. Mong sau này các người đừng tới làm phiền chúng tôi nữa. Tiểu dã, con có thể cho mẹ một cơ hội, mời dẫn người của dì ra ngoài. Tôi rất mệt. Tôi muốn nghỉ ngơi. Mẹ đã trông chừng hơn một tuần rồi. Cứ thế này, chắc sẽ đổ gục mất. Anh cả, anh khuyên mẹ đi. Anh biết rồi. Có anh trông đây, em về nghỉ ngơi đi. Mẹ, nghỉ chút đi. Ăn chút gì đó. Mộ Bạch, con nói xem, có phải tiểu dã sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mẹ không? Mẹ, chuyện đã xảy ra rồi. Mẹ không thể mong chờ tiểu dã sẽ nhanh chóng, bỗng dưng thông cảm, tha thứ cho mẹ được. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mẹ chân thành thế này, sớm muộn gì con bé cũng thấy thôi. Cho nó chút thời gian, chắc chắn con bé sẽ đón nhận mẹ thôi. Ừm. Bố yên tâm, sau này con sẽ dùng bài hát mình viết ra kiếm tiền phụng dưỡng bố, quyết không để bố bị bắt nạt nữa. Con à, bố không cần giàu sang phú quý, chỉ cần con bình an khỏe mạnh là được rồi. Bất kể sau này con có cần bố nữa hay không. Bố nói gì vậy? Bố vĩnh viễn là bố của con. Con biết bố đang nghĩ gì, bố đừng nghĩ linh tinh. Khương Tử Phù vĩnh viễn chỉ có một người bố. Ha ha,
con bé ngốc. Được rồi, không nói nữa. Mau ăn đi. Vâng. Ăn chút canh gà, bố hầm lâu lắm nhé. Ôi, hôm nay thịnh soạn quá. Ông Khương, con bé vẫn không ăn à? Ấy, tôi vừa đưa nó ăn. Là nó, đã biết không phải do tôi nấu, nói gì cũng không chịu ăn nữa. Hay là, sau này Thịnh phu nhân đừng vất vả vậy nữa, tôi có khuyên cũng vô ích. Được, tôi biết rồi. Tôi đổi canh khác cho nó. Đổi cách làm khác, có lẽ nó sẽ thích. Mẹ, Thịnh phu nhân. Không sao cả. Chỉ là gần đây, trông chừng tiểu dã mệt quá thôi, mới tiêm gluco cho mẹ, ngủ một giấc là khỏe. Anh cả, anh hai, gần đây em hủy hết lịch trình rồi, cũng đã đánh tiếng bên chương trình. Đợi tiểu dã khỏi bệnh, thì tiếp tục quay. Tối nay em chăm mẹ, các anh về trước đi. Có chuyện gì thì gọi cho anh, không được thì gọi cho anh hai em. Vâng. Vất vả rồi. Ông Khương, xin lỗi. Tôi muốn tới thăm con bé, không ngờ ngủ quên mất. Áo đây, làm phiền ông rồi. Thịnh phu nhân, con bé ngủ say rồi, hay là bà vào trong thăm nó đi. Cảm ơn ông. Tiểu dã, mẹ có lỗi với con. Nhiều năm qua, mẹ vẫn luôn tìm con. Không ngờ tìm được con rồi mà lại làm ra nhiều chuyện tổn thương con. Là lỗi của mẹ. Không biết con có thể tha thứ cho mẹ không? Ông Khương, cảm ơn ông. Đây là lần tôi được gần tiểu dã nhất trong những ngày qua. Thịnh phu nhân, bà đừng nóng ruột. Chúng ta đều là bố mẹ, tôi hiểu bà. Dù sao thì trước đây hai người hiểu lầm nhau nhiều, bảo nó lập tức tiếp nhận bà cũng là làm khó nó. Nhưng bà đừng nghe nó nói, nó chỉ là mạnh miệng nhưng mềm lòng. Chỉ cần cho nó chút thời gian, đối xử tốt với nó chút, tôi nghĩ nó sẽ tha thứ cho bà thôi. Cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông. Ây già, không có gì, tôi cũng là bố của Tử Phù. Tôi thật lòng mong con bé tìm được người nhà, đoàn tụ với người thân. Ông Khương, Thịnh phu nhân, bà làm gì thế này? Mau đứng lên, đứng lên. Năm đó không nhờ ông thì tiểu dã nhà tôi đã mất mạng rồi. Trước đây tôi còn đối xử với ông như vậy, tôi đúng là không xứng làm mẹ. Thịnh phu nhân, bà đừng thế này. Đúng là trước đây hai người có nhiều hiểu lầm, bây giờ nói rõ ra cũng không muộn. Ông là ân nhân cứu mạng tiểu dã, ông nhận được cái quỳ này. Vì ông, vì tiểu dã, tôi làm gì cũng đáng. Ây già, ân nhân cứu mạng gì chứ. Từ ngày tôi nhặt được Tử Phù, tôi đã xem nó như con gái ruột của mình. Nếu ông cũng mong tiểu dã tìm được người thân, ông xem có thể thế này không? Đợi nó xuất viện, tôi có thể đón nó về nhà nghỉ ngơi không? Hả? Bà nói gì? Bố dọn xong rồi chứ? Lát bố cầm cái này, còn lại để tự con cầm là được. À, được. Bố, bố sao vậy? Không sao, đâu có gì. Không sao thì tốt. Mình đi làm thủ tục xuất viện đi. À, đúng. Bố quên mất để căn cước của con ở đâu rồi. Con đợi bố đi tìm căn cước ấy. Ôi, vậy, vậy con đi trước nhé. Ừ, ừ, được.
Ông Khương, thu xếp hành lý thế nào rồi? Bọn tôi tới đón Tiểu Dã về. Đón Tiểu Dã à? Tôi đồng ý bao giờ, người đâu? Ông Khương, lần này đi vội quá, không biết đem quà gì. Đây là chút lòng thành của tôi, cảm ơn ông đã chăm sóc Tiểu Dã nhiều năm qua. Ông nuôi dạy Tiểu Dã tốt như vậy, tôi thật sự vô cùng cảm kích. Thịnh phu nhân, bà làm thế này là sao? Số tiền này, tôi không lấy đồng nào đâu. Bà đem đi đi, tôi biết. Số tiền này không đủ để bồi thường những hy sinh của ông cho Tiểu Dã. Ông yên tâm, sau này tôi sẽ thêm nhiều nữa. Thịnh phu nhân, tôi biết bà có ý gì, nhưng Tử Phù bây giờ không tiếp nhận nhà bà, không muốn về nhà bà. Tôi cẩn thận từng chút, nuôi dạy nó 15 năm. Nhưng người làm mẹ như bà vừa xuất hiện đã làm tổn thương nó. Bây giờ, còn muốn cầm tiền tới mua con gái tôi. Tử Phù là con người bằng da bằng thịt. Thịnh phu nhân, bà làm thế này có phải hơi quá đáng không? Ông Khương, tôi hiểu được tâm trạng của ông. Nhưng ông có nghĩ chưa? Với điều kiện bây giờ của ông có thể mang đến cuộc sống thế nào cho Tiểu Dã? Ông có thể giúp nó hoàn thành giấc mơ âm nhạc không? Thế nên, chỉ có tôi mới có thể mang đến cuộc sống cành vàng lá ngọc, cơ hội vô tận, giúp nó thể hiện tài năng của mình. Có lẽ, lựa chọn thế này là lựa chọn tốt hơn cho Tiểu Dã. Ông nói đúng không? Các người làm gì vậy? Ai nói tôi muốn về cùng bà? Không phải bố tôi đã nói tôi không muốn sao? Dựa vào đâu các người nói với ông ấy như vậy? Tiểu Dã, những gì mẹ nói cũng là sự thật thôi. Hơn nữa, mẹ chỉ muốn đón con về ở một thời gian thôi, cũng không nói không đưa con về mà. Tôi tự có nhà của mình, tại sao tôi lại phải về cùng bà? Tiểu Dã, có phải em vẫn còn anh trai không? Chuyện này anh làm không đúng. Anh xin lỗi em, có lẽ bây giờ em không hiểu được, nhưng ở một thời gian có lẽ sẽ quen thôi. Anh và mẹ đã chuẩn bị cho em một căn phòng rất đẹp, còn cả xe xịn nữa, còn cả piano nữa. Thịnh Hạ Lý, anh không hiểu à? Tôi không muốn đến nhà họ Thịnh các người. Tử Phù đừng như vậy, mẹ con cũng muốn tốt cho con thôi. Con còn nhỏ, con không hiểu. Bố mệt nên hồ đồ rồi à? Vì tốt cho con mà lại sỉ nhục chúng ta như vậy sao? Bây giờ anh biết tôi đến nhà họ Thịnh không phải vì tiền rồi chứ gì? Thịnh Hạ Lý, anh đúng là rất nực cười. Anh chỉ biết đến tiền. Tiểu Dã, con đừng trách anh trai con, đều là lỗi của mẹ. Mẹ không nên gọi con về. Trước đây tôi cũng từng rất cố gắng muốn tìm kiếm người nhà tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện ra tôi sai rồi. Thì ra người nhà thật sự của tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Thịnh phu nhân, mang theo tiền của bà, dẫn người của bà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bà hoàn toàn không biết thế nào gọi là bố mẹ, càng không xứng làm một người mẹ. Bố, con đã làm xong thủ tục rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Dã, Tiểu Dã. Lần này nhảy tốt lắm, đây mới là trình độ lớp A nên có. Đặc biệt là Khương Tử Phù, tuy đứng ở xếp hạng cuối, nhưng sức mạnh của cô ấy, tiết tấu của cô ấy đều là tốt nhất trong số các bạn. Mọi người yên tĩnh nào. Khương Tử Phù, cô bước lên trước, cô đứng vị trí trung tâm đi. Xin lỗi, tôi cắt lời tí, có thể hát, có tình cảm một chút không? Được rồi. Tử Phù, bài hát này hơi khó, có muốn thử không? Không, không cần thầy đâu. Ơi, bài này tôi không biết hát lắm. Không sao, phải dám thử sức thì mới tiến bộ được. Ai đó nhỉ? Cô dẫn Tử Phù đi tập phần điệp khúc đi. Tập luyện một ngày, mọi người đều mệt rồi hả? Chào thầy, chào thầy. Tôi chuẩn bị đồ ăn vặt cho mọi người. Cảm ơn thầy. Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé. Này, ăn đi.
Tử Phủ. Đây là bánh gato anh đích thân làm cho em. Lại là một đêm sát hạch mới, tin rằng đã có rất nhiều fan vô cùng nóng lòng, chuẩn bị sẵn để vote cho idol trong lòng mình rồi nhỉ. Bây giờ xin mời nhóm thí sinh đầu tiên của chúng ta lên sân khấu tiến hành cuộc thi sáng tác của họ. Khương Tử Phủ, tôi cho cô một từ khóa. Cô có thể sáng tác ngẫu hứng ở hiện trường một đoạn giai điệu không? À, được. Nghe hay quá. Sáng tác ngẫu hứng, lợi hại như vậy. Khương Tử Phù, Khương Tử Phù, Khương Tử Phù. Hạ Mỹ Lạc, tôi nhớ trước đây, bài hát mà cô và Khương Tử Phù có tranh chấp về sáng tác cũng có mấy âm như vậy. Cô Điệp Vũ, đưa lên. Chuyện gì thế này, không nói là có phần này mà. Hạ Mỹ Lạc, cô còn chẳng đàn ra được một hợp âm. Tôi thấy cô hoàn toàn không biết viết bài hát. Xếp hạng của cô bây giờ là thứ 7, đã chiếm một suất ra mắt rồi. Là một thí sinh hot của cuộc thi mà cô lại sao chép. Trợ lý cũ của mình, cô không tự cảm thấy hổ thẹn sao? Cậu xem, tôi đã nói là Hạ Mỹ Lạc sao chép mà. Hạ Mỹ Lạc đã ra mắt nhiều năm như vậy, sao vẫn còn làm việc này chứ? Hủy bỏ tư cách thi của Hạ Mỹ Lạc. Tôi không sao chép, đây vốn dĩ chính là tác phẩm sáng tác của tôi. Không phải tôi, đều là do Thẩm Minh Vũ bảo tôi làm vậy. Hạ Mỹ Lạc, cô là idol đã ra mắt, lại lừa dối fan, phạm đại kỵ của ngành nghề. Tôi tuyên bố lần nữa, hủy bỏ tư cách thi đấu của cô. Đồng thời, tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình, công khai xin lỗi Khương Tử Phù. Khương Tử Phù, trước đây là tôi chưa điều tra rõ sự thật, đã bỏ lỡ một thí sinh tài năng như cô. Tôi xin lỗi cô, Khương Tử Phù, Khương Tử Phù. Ca hát từ trước đến nay đều là ước mơ của tôi. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi đã vào thịnh thế hoa ngu, đã rất gần ước mơ rồi. Nhưng không ngờ tôi đã tin sai người. Vừa vào công ty đã bị người quản lý Thẩm Minh Vũ lừa ký vào thỏa thuận. Anh ta nói chỉ cần đi theo anh ta, tôi nhất định sẽ trở thành ngôi sao, có được concert của riêng mình. Tôi đã viết nhiều bài hát, nhưng chỉ có thể nhìn Hạ Mỹ Lạc hát. Tôi từng cho rằng tôi sẽ không còn cơ hội hát bài hát của mình nữa. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội có thể công khai hát bài hát của mình ở đây. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Cô Hạ Mỹ Lạc, xin hỏi tác phẩm nổi tiếng của cô Thần Thoại Sao Trăng cũng do cô Khương Tử Phù viết hay sao? Xin hỏi tập đoàn Hạ Thị đúng như trong lời đồn đã dừng mọi hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế sao? Cô Hạ Mỹ Lạc, cô và người quản lý Thẩm Minh có phải đã ở cùng nhau rồi không? Hôm nay ở đây mở họp báo là để trịnh trọng xin lỗi cô Khương Tử Phù và fan của tôi. Trong ngành nghề của mình, đúng là tôi đã sao chép rất nhiều tác phẩm của cô Khương Tử Phù, thậm chí kể cả tác phẩm thành danh của tôi, Thần Thoại Sao Trăng. Ở đây, tôi tuyên bố tôi sẽ rút khỏi giới giải trí vô thời hạn. Cô Tiểu Dã, cô dùng thong thả. Đừng sợ, cậu ta tự làm sai thì tự gánh vác trách nhiệm, đúng không? Cậu cũng không xem Tiểu Dã là em gái của ai. Cô ấy là em gái của anh sao? Xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, đã đắc tội với thiên kim nhà họ Thịnh. Tôi đáng chết, tôi đáng chết.
trước đây cậu bắt Tiểu Dã ký cái thỏa thuận gì ấy nhỉ? À, lập tức xóa bỏ ngay. Tôi sẽ lập tức cút khỏi giải trí Thịnh Thế, sẽ không xuất hiện ở trước mặt Thiên Kim Thịnh Thị nữa. Cô Tử Phù, cô tha cho tôi đi. Ta dẫn ra ngoài. Vâng. Ai thế? Anh Pháo, anh Pháo, cậu xem đã ngày mấy rồi. Tôi thấy chỗ tiền này cậu không định trả đâu phải không? Anh Pháo, anh thư thả cho tôi vài ngày. Ngày 15, tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Lên cho tôi. Anh Pháo, tôi sai rồi. Anh Pháo, tôi sai rồi. 150.000 tệ. Ngày 30. Không được thiếu đồng nào. Khương Tử Phù, con nhãi chết tiệt, cô đợi có cơ hội, tôi nhất định sẽ giết cô. Chị Trương, cái này sáng trưa tối mỗi buổi một lần, sao lửa nhỏ. Sau khi uống xong liệu trình này, chị hãy qua đây. Được, được, cảm ơn anh. Đi thong thả. Ông Khương, đang bận à? Tôi đến thăm Tử Phù. Thịnh phu nhân, bà đến làm gì? Ai cho phép bà đến đây? Tử Phù, mẹ đến xin lỗi nhà con. Tử Phù, những lời lần trước con nói khi ở bệnh viện, sau khi mẹ về nhà đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Mẹ thấy con nói đúng, là mẹ quá ích kỷ rồi. Nhiều năm nay mẹ con chẳng tìm được con, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi, mẹ lại muốn lập tức giành con từ chỗ ông Khương. Là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi. Con và ông Khương. À, Thịnh phu nhân, đừng nói như vậy. Ông cứ để tôi nói hết đã. Thực ra tôi thật sự không suy nghĩ đến cảm nhận của Tử Phù, chỉ là thô lỗ muốn dùng tiền giải quyết tất cả, lại quên mất thứ quan trọng nhất. Mẹ rất hổ thẹn. Con có thể cho mẹ thêm một cơ hội không? Bà rảnh lắm đúng không? Nếu rảnh vậy chia chỗ thuốc này đi. Tử Phù, đây là tên thuốc và công cụ, đừng làm lẫn lộn. Ôi trời, một phu nhân cao quý như bà ấy chưa từng làm việc như vậy, đây không phải là làm khó bà ấy sao? Đây là chuyện khó lắm hả? Hay là việc bẩn việc mệt gì? Chút chuyện nhỏ như vậy bà còn không làm được thì bà còn ở lại đây làm gì? Không sao, để mẹ làm, còn mấy tiếng nữa thôi. Cố gắng làm xong trước khi đóng cửa tiệm. Phu nhân, cứ để tôi làm đi, dù sao thì tiểu thư cũng đang không ở. Không cần. Chuyện con gái mình dặn, sao tôi có thể không làm tốt? Tiểu Dã, con xem, mẹ làm xong cả rồi. Con cũng bận cả ngày rồi. Đi, mẹ dẫn con ra đi. Ngoài ăn một bữa. Làm xong thì bà dẫn người của bà đi đi, chúng tôi phải đóng cửa tiệm rồi. Tiểu Dã, có thể để mẹ ở lại thêm một chút không? Con làm việc của con, mẹ nhìn con là được rồi. Tiểu Dã, để mẹ ở lại thêm một chút đi. Tiểu Dã, sau này đừng đến nữa, tiệm nhỏ như nhà chúng tôi không thể chứa nổi đại Phật như bà. Tiểu Dã, con nghỉ ngơi sớm nhé. Con đang làm gì vậy? Người khổ là bản thân con thôi. Ai? Là tôi. Lên xe nói. Có đến nỗi phải vậy không? Có đến nỗi không à? Cô có biết tôi sống thảm thế nào không? Nhiều ngày như vậy mà bọn đòi nợ ngày nào cũng chặn tôi còn chẳng có được một ngày ngủ yên ổn. Khó khăn lắm tôi mới ngủ được, lại bị cô làm ồn mà tỉnh. Cô còn dám đến tìm tôi, còn chê hại tôi chưa đủ thảm sao hả? Anh Minh Vũ, anh đừng giận. Không phải tôi đến đưa tiền cho anh đây sao? Hử, cô tốt bụng như vậy á? Này, tiền này không phải cho anh không đâu nhé. Tôi cần anh giúp tôi làm một việc. Tôi biết ngay không đơn giản như vậy mà. Có gì mau nói. Tôi muốn anh giúp tôi ngủ với Khương Tử Phù. Cô điên rồi à? Khương Tử Phù bây giờ là Thiên Kim Tập đoàn Thịnh Thế. Cô có mấy cái gan? Cô không muốn sống nữa à? Anh bị ngốc à? Anh làm cô ta quay lại video. Đến lúc đó, đến Thịnh Mộ Bạch cũng phải đưa tiền cho anh. Cô ta sắp ra mắt rồi. Anh cảm thấy nhà họ Thịnh sẽ nỡ để Thiên Kim nhà họ thân bại danh liệt sao? Đến lúc đó, dù anh muốn 100 triệu cũng đòi được. Thôi vậy, dù sao cũng đường cùng rồi. Thay vì trốn chui trốn lùi, chi bằng cá chết lưới rách. Lấy được khoản tiền này,
muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải không có khả năng. Chốt, tôi sẽ làm chuyện này thay cô. Em gái, đã muộn thế rồi, để anh đưa em về nhà. Không cần đâu, tôi muốn tự về. Đừng đi theo tôi nữa. Thẩm Minh Vũ, cô đừng vùng vẫy nữa. Cô càng vùng vẫy tôi càng hưng phấn. Hôm nay tôi sẽ phải thử xem Thiên Kim Thịnh Thị có mùi vị gì. Cô dám đạp tôi thế à? Nếu không phải vì cô, tôi cũng sẽ không rơi vào bước đường này. Vừa hay, chút nữa quay lại cho thằng anh lắm tiền của cô xem em gái tốt của anh ta khóc trên giường tôi như thế nào. Thả ra. A ha. Ta. Được rồi, không sao rồi. Về nhà cùng anh, đi thôi. Đừng đánh nữa, được rồi, đừng để lại nữa. Cho hắn chút hơi tàn đi. Thật sự muốn đánh chết cái thằng xúc sinh này. Cậu chính là tên quản lý đó à? Tôi nói cho cậu biết, từ hôm nay, cậu cút khỏi thành phố ca cho tôi. Đừng có nghĩ đến việc bước vào giới giải trí nửa bước. Từ nay về sau, nếu cậu còn để tôi nhìn thấy chút dấu vết của cậu và người nhà cậu ở thành phố ca, thì việc cậu không làm được. Được, giúp cậu. Tôi đi, tôi biết. Được, tôi biết, tôi biết. Không phải cậu nghĩ rằng như vậy là xong chuyện chứ? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên đi tự thú đi. Nếu không thì để chúng tôi tố cáo vào tù. Khi được ra, sẽ không biết là đến lúc nào đâu. Tự thú đối với cậu còn có thể coi là xử lý nhẹ nhàng cho cậu đó. Nếu không thì đợi mà nhận thư luật sư của tôi đi. Vâng, vâng. Không phải nói không cho cậu vào sao? Có chuyện gì thì nói đi. Hot Shot, Thịnh Hạ Lý hẹn hò ca sĩ hot Khương Tử Phù ở khách sạn. Ôi chà, đây là ai thế nhỉ? Đây không phải là thí sinh tài năng nhất của chúng ta, Khương Tử Phù sao? Muốn dùng máy ghi âm à? Thật ngại quá. Chúng tôi đang phải dùng nó. Ôi chà, đúng là thủ đoạn cao siêu. Không dùng trong việc viết bài hát, mà lại dùng ở trên giường anh Hạ Lý của chúng tôi à? Tôi đã nói mà. Trước đây anh Hạ Lý thái độ đối với cô ta không tốt như vậy. Sao lại sau một đêm, thái độ lại thay đổi lớn đến vậy? Hóa ra là tốn sức sau lưng người khác rồi. Ngưỡng mộ à? Cô có bản lĩnh đó, thì cô cũng có thể tốn sức như vậy mà. Tôi đâu có biết chơi như Khương Tử Phù. Có thể chọn một nơi rách nát như vậy để khiến anh Hạ Lý chết mê chết mệt cô ta. Em gái Khương Tử Phù, em qua đây một chút. Em gái, em đừng có trốn anh mãi được không? Anh thật sự hết cách rồi nên mới đến tìm em thế này. Anh làm như vậy đã suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh làm vậy không phải khiến tất cả mọi người đều ghét tôi sao? Không phải. Anh không có ý đó. Hơn nữa, để họ nhìn thấy, nhưng em còn không kịp ấy chứ. Em gái, em có thể cho anh một cơ hội không? Anh muốn. Được rồi. Sau này khi tập luyện, anh đừng đến làm phiền tôi, cũng đừng cho tôi những sự chăm sóc đặc biệt đó nữa. Làm vậy chỉ khiến tôi không được tự do hơn thôi. Thật đáng ghét. Anh Hạ Lý, anh không sao chứ? Là Khương Tử Phù, cô ta lại nói gì nữa vậy? Ai cho cô nói chuyện như vậy với tôi? Thí sinh tưởng, chú ý thân phận của mình. Anh Hạ Lý, anh ấy làm sao vậy? Có phải lại là con khốn Khương Tử Phù đó khiến anh Hạ Lý không vui nữa không? Con khốn chết tiệt Khương Tử Phù đó đúng là không biết tốt xấu. Đợi khi nào cô ta ở một mình, tôi sẽ phải cho cô ta biết tay. Tôi đã 3 ngày không ăn cơm tối rồi, hôm nay chắc chắn có thể giảm cân. Hả?
hôm nay muốn giảm cân hả? Tiêu rồi. Khương Tử Phù, tôi thấy cô cũng chả ra sao cả, thế mà cũng có mặt mũi trèo lên giường đàn ông à? Ai không biết, còn tưởng cô cao ngạo thế nào cơ, chẳng phải vẫn là món đồ chơi cởi váy ra rồi trèo lên giường đàn ông sao? Đúng vậy, sớm muộn cũng có ngày người ta chơi chán cô thôi, anh Hạ Lý cũng chỉ là ham của lạ nhất thời thôi. Giả vờ cái gì? Thi Kỳ đang hỏi cô đó, sao nào? Chuyên ngành không thắng nổi, lại giở trò này à? Khương Tử Phù, cô nhìn rõ đi. Là bản thân cô hạ tiện, chúng tôi chỉ là dạy dỗ cô thay các chị em thôi. Hai người hiểu cái gì? Còn không mau ấn cô ta lại. Khương Tử Phù, cô dám đánh tôi. Phát thanh thông báo. Bây giờ mời tất cả thí sinh tham gia thi đấu. Đến phòng nghỉ tập hợp, người làm trái sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Thầy Hạ Lý, Khương Tử Phù tát em, anh xem đi, cô ta đang bắt nạt người khác. Tử Phù, cái này là cô đánh à? Đúng, cô ta đáng đánh. Nhiếp Tiểu Vũ, cô không chủ động ra tay với Khương Tử Phù thì tôi không tin cô ấy sẽ đánh cô. Thầy Hạ Lý, là cô ta đánh em. Sao nào, cô không đánh lại tôi, còn làm kẻ ác tố cáo trước à? Xem ra đánh nhẹ rồi. Tôi đã nói thầy Hạ Lý, không mặc kệ đâu mà. Tôi đã không vừa mắt mấy người Tưởng Thi Kỳ từ lâu rồi. Đó là thiên kim của tập đoàn Tưởng Thị đó. Khương Tử Phù sắp gặp xui xẻo rồi. Thầy Hạ Lý, Khương Tử Phù ra tay đánh người, bắt nạt thí sinh khác trong lúc tham gia cuộc thi, theo em thấy nên hủy bỏ tư cách của cô ta. Tưởng Thi Kỳ, Nhiếp Tiểu Vũ, Trương Vũ Khê, Lý Lộ Lộ, bốn người bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Còn về Tử Phù, có thể vừa nãy bị sợ hãi rồi. Em đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho tốt cho lần thi đấu tiếp theo. Tôi không đi. Thịnh Hạ Lý, anh đừng có giả vờ người tốt ở đây. Cũng chỉ có Khương Tử Phù tôi bị bắt nạt ở đây hôm nay, anh mới đến cứu. Nếu là người khác, anh có quan tâm không? Tử Phù, sao anh lại không quan tâm chứ? Không phải như em nghĩ đâu, bọn họ kết bè, bắt nạt người khác không phải ngày một ngày hai nữa. Thí sinh số 79, Lý Tương Ưng, vì chọn một bài hát giống họ nên bị cô lập rút khỏi cuộc thi. Thí sinh số 106, Cố Tuyết Nhi, chính vì không thích anh idol nhà họ, không mua đồ phụ kiện nên bị tát. Thí sinh số 47, Hứa Lạc Lạc, vì không nhường vị trí cho họ, đến giờ cũng không có hoa quả ăn. Anh đã quan tâm cái nào? Đúng, bây giờ anh có thể cưỡng chế bắt họ rút lui. Chẳng qua là vì Tưởng Thi Kỳ là thiên kim tập đoàn Tưởng Thị, chỉ cần chuyện không làm lớn thì anh có thể mắt nhắm mắt mở. Thế anh làm vậy thì khác gì bọn họ đâu. Tôi tuyên bố Khương Tử Phù chính là nữ thần tượng mới của tôi. Tử Phù, mệt lắm hả? Mẹ giúp con cầm túi. Không cần đâu, cái này không nặng. Ngồi xe mẹ về nhé, mẹ còn chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn đêm nữa. Tôi ngồi xe bà thì xe tôi phải làm sao? Bà giúp tôi lái về à? Tử Phù, này, bà là keo con chó à? Cả ngày từ sáng đến tối bám lấy tôi. Bà đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi rồi. Bà không xem tin tức à? Quản gia Kim, chuyện gì vậy? Buổi chiều vừa gỡ tin tức của Hạ Lý thiếu gia xuống thì buổi tối tin tức của bà cũng lên rồi. Mua tiếp. Sau này chuyện liên quan đến Tiểu Dã, tôi không muốn nhìn thấy lên hot search. Vâng. Tiểu Dã, mẹ đã mang đồ ăn khuya đến cho con rồi, có thể để mẹ vào trong nói chuyện không? Thịnh phu nhân, bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện đi. Cảm ơn ông Khương. Tiểu Dã, con xem mẹ đã mang đến sốt thịt bò cho con, còn salad tốt cho sức khỏe, hoa quả, sữa chua. Biết con sắp thi nên mẹ đều mang đến đồ ăn ít calo cho con. Yên tâm ăn nhé. Để tôi thử trước. Ừm, mùi vị không tồi. Tử Phù, mau lên, con cũng ăn đi. Tiểu Dã, em thật lòng hối cải rồi. Tuy đã tạo nên chút phiền phức cho con, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ để quản gia Kim xử lý tốt, sau này cũng sẽ cẩn thận. Tiểu Dã, con có thể cho mẹ một cơ hội không? Cuối tuần cùng mẹ về nhà ăn cơm đoàn viên đi. Anh cả, anh rất mong đợi con về nhà. Anh cả, anh hai. Tiểu Dã, mẹ thật lòng hối cải rồi, con tha thứ cho mẹ được không? Bà chỉ nấu ăn vài lần, thức đêm vài đêm là muốn tôi tha thứ cho bà sao? Anh cả, cô giỏi quá, có thể khiến nhà họ Thịnh hiến máu cho con gái. Kéo con gái về từ cõi chết.
đó là con gái của anh ấy mà. Cô không nhìn thấy trước đây đã bị làm khó thế nào đâu. Cuối cùng cũng quỳ xuống, xin lỗi con gái nhà người ta rồi. Ôi, đáng thương cho tấm lòng bố mẹ trong thiên hạ. Tha thứ cho bà cũng được. Thế thì lúc đầu bà đã bắt bố tôi quỳ xuống xin lỗi bà thế nào, hôm nay bà cũng phải quỳ xuống xin lỗi bố tôi như vậy, xem ông ấy có tha thứ cho bà không. Mẹ xin lỗi. Ôi trời, Thịnh phu nhân đừng như vậy, tôi không nhận nổi đâu. Ông Khương, xin ông tha thứ cho tôi. Tôi không chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của ông, mà còn muốn cảm ơn đã cứu tiểu dã lần thứ hai. Từ sau khi tôi gặp nó, tôi vẫn luôn làm chuyện có hại đến nó. Nếu không có ông, thì có thể tôi đã hại chết tiểu dã rồi. Ôi trời, mau đứng lên đi. Thịnh phu nhân, đứng lên mau đi. Ôi trời, con bé này, con cứ phải làm vậy mới vui à. Thịnh phu nhân, đừng để ý. Thịnh phu nhân, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, bà dần dần đối xử với nó tốt một chút thì chắc chắn nó sẽ chấp nhận bà thôi. Yên tâm đi. Cuối tuần mẹ đến đón con đi, thời gian mẹ đi hỏi Thịnh Hạ Lý đi. Tiểu Dã đồng ý rồi, đúng vậy. Cuối tuần mẹ đến đón con, muộn thế nào mẹ cũng đợi con. Theo tin từ phóng viên, phu nhân giám đốc tập đoàn Thịnh Thị, ngôi sao mới chờ đợi sâu sống còn Khương Tử Phù, nghi vấn muốn kiểm tra bạn gái tin đồn cho tam thiếu gia Thịnh Hạ Lý. Phiền chết mất. Tôi mới ra nước ngoài 2 hôm. Từ khi nào mà lòi ra thêm một con khốn bên cạnh anh Hạ Lý thế, nghe nói là người mới bước ra từ sâu sống còn. Cũng có tài lắm. Anh Hạ Lý rất cưng cô ấy, cô nói gì, rất cưng cô ta, nghe nói là vậy. Đấy là vì tôi không ở bên anh Hạ Lý, mới để người khác có chỗ chui vào. Bây giờ tôi về rồi, tôi không tin một con nhãi không có quyền thế cũng xứng tranh với tôi. Đương nhiên rồi, nếu Hạ Lý thiếu gia biết cô về, chắc chắn sẽ mở tiệc đón cô. Ấy, hoa tôi bảo cô chuẩn bị đâu, vẫn là 99 đóa hồng à? Lần này đổi thành sâm panh đi, nhớ để tên viết tắt của tôi. Bi, để tạo bất ngờ cho anh Hạ Lý. Đợi anh ấy đoán ra tôi tặng, chắc chắn sẽ rất cảm động. Vâng. Làm đẹp quá. Cô Băng Nghiên, da cô đẹp quá, không cần dùng che khuyết điểm mấy. Chứ gì nữa, người đẹp lại còn mảnh mai. Hơn nữa, sao nữ tập huấn ở Hàn Quốc về, khí chất khác hẳn. Ây dồ, có lối như các cô nói không? Mấy thứ này đều chuẩn bị cho tôi hết à? Vâng, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu và trợ lý riêng đều là ekip chương trình chuẩn bị riêng cho cô. Cô nhìn đi, đây là quà tặng fan chuẩn bị cho cô. Kết thúc sự kiện, chúng tôi sẽ chuyển tới chỗ cô. Được, cảm ơn, mời cô đi bên này. Vâng. Cô là Khương Tử Phù. Cô là đàn chị Thịnh Băng Nghiên nhỉ? Mong được giúp đỡ trong sự kiện lần này. Ây dồ, cô còn biết tôi là đàn chị à? Phô trương hơn tất cả mọi người. Ai không biết, còn tưởng hôm nay là sự kiện của cô ấy chứ. Tôi không có ý đó, là ban tổ chức chuẩn bị mà. Cô làm việc đi, tôi đi trang điểm đây. Tôi còn chưa nói xong. Ai cho cô đi? Đàn anh Hạ Lý. Anh có vẻ Băng Nghiên không thích nghệ sĩ của chúng tôi. Vừa vào phòng nghỉ đã làm khó nghệ sĩ của chúng tôi. Bây giờ không biết tình hình sao rồi. Cô làm gì thế? Hạ Lý, sao giờ anh mới tới? Đều tại Khương Tử Phù, cô ta vừa tới đã. Tử Phù, không sao chứ, không bị thương chứ? Em đâu đã làm gì cô ta, chỉ đùa thôi mà, có cần vậy không? Đùa? Có ai đùa như cô không? Tôi đùa với cô như thế nhé. Đủ rồi, em không sao cả. Anh còn định đánh phụ nữ trước mặt tôi à? Được rồi, chúng ta đi chỗ khác.
tiếp theo, xin mời anh của các bạn fan Thịnh Hạ Lý và Sao Mới Sâu Sống Còn Khương Tử Phủ cùng mang tới bài hát thần thoại Sao Trăng. Thịnh Hạ Lý, Thịnh Hạ Lý, Thịnh Hạ Lý, Thịnh Hạ Lý, Khương Tử Phủ, Khương Tử Phủ. Nếu không phải anh Hạ Lý tốt bụng quá, sao lại bị trò mèo của cô mê hoặc được? Khương Tử Phù, con trà xanh này, cô đợi đấy, sẽ có ngày danh tiếng, địa vị và anh Hạ Lý, tôi sẽ giành lại tất cả. Từ từ, tiểu dã, sao ăn cơm mà còn phải bịt mắt? Con vào rồi sẽ biết. Ten 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 ten. Chào mừng Thịnh tiểu dã về nhà. Em gái, anh chuẩn bị cái này cho em, mong em luôn vui vẻ, giành được chiến thắng trong phần sau cuộc thi. Tiểu dã, sao thế? Anh hai em chọn cả buổi mới được bó hoa này đấy. Không nhận à? Cảm ơn anh hai. Tiểu dã, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon cho con lắm. Đi, chúng ta đi ăn. Tiểu dã, ngày này hàng năm mọi người đều ngồi lại với nhau để cầu nguyện, mong năm sau con bình an trở về. Chớp mắt đã qua 16 năm rồi. Hôm nay cuối cùng con cũng về ăn bữa cơm này cùng mọi người, mẹ rất vui. Mẹ, tiểu dã về rồi, nói gì vui hơn đi. Ừ, con kiến nghị mọi người cùng nâng ly. Được, đúng. Chúc em gái tiểu dã đáng yêu nhất thế giới của chúng ta sớm hoàn thành ước mơ âm nhạc, tiện thể trở thành nhà sản xuất âm nhạc giỏi nhất thế giới. Đúng, chúc em gái chúng ta hoàn thành ước mơ âm nhạc sớm, cũng chúc cả nhà chúng ta đoàn viên. Cảm ơn tấm lòng của mọi người. Tiểu dã, các anh còn chuẩn bị quà cho em. Anh cả đã đích thân chọn cho em 3 căn nhà này. Phần thiết kế bên trong sẽ do anh hai nam tự thiết kế, lúc đó em muốn ở căn nào thì ở. Còn 2 chiếc xe này nữa, đây là chìa khóa xe, nếu em lười lái, anh xếp tài xế cho em. Đây là tấm lòng của anh và anh hai em. Đưa em gái đi, được. Em gái, đây là kịch bản anh chọn lựa kỹ càng giúp em. Có Donnie đóng giày cho em, còn có cả chuyển thể từ IP nổi, em thích cái nào thì diễn cái đó. Thế con có thể du học nước ngoài không? Đương nhiên là được. Đợi em thi xong, nếu còn muốn ra nước ngoài, anh hai đưa em vào học viện âm nhạc Berkeley để em học tập. Cảm ơn các anh. Bé ngốc, mới thế đã thỏa mãn à? Đi, mẹ đưa con lên gác xem. Mẹ, ấy, tiểu dã, mẹ. Anh ba nói, anh ấy muốn phẫu thuật búp bê của con. Anh làm hỏng luôn rồi. Để mẹ xem nào. Ừm, mẹ có thể sửa lại cái này giúp con. Con yên tâm thật ạ, đây là búp bê con thích nhất. Sau này con không chơi với anh ba nữa. Được rồi, vậy sau này tiểu dã của chúng ta thân với mẹ nhất, không thân với anh ba nhất nữa, được không nào? Được. Từ hôm nay, con thân với mẹ nhất, không chơi với anh ba nữa. Con bé lanh lợi này, lại đây. Mẹ con giữ con búp bê này à? Giữ chứ, đương nhiên là giữ rồi. Con xem. Đây, toàn là quần áo con thích. Sau này con không ở đây nữa, mẹ thấy mấy bộ quần áo xinh đẹp này đều mua về cho con. Nghĩ nếu ngày nào đó con về, sẽ có quần áo mới để mặc. Còn chỗ kia là quà sinh nhật mẹ chuẩn bị cho con, năm nào cũng có. Con mau xem đi. Mỗi tội mấy bộ đồ này chật hết rồi, nếu con về sớm hơn thì tốt. Mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều.
thời điểm quan trọng trong cuộc đời con rồi. Tiểu Dã, năm xưa mẹ không chọn cứu con. Con trách mẹ đi. Tiểu Dã, mẹ có lỗi với con. Mẹ đừng như vậy. Đứng dậy đi. Tiểu Dã, mẹ có lỗi với con. Sau này, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Được không, mẹ? Con không trách mẹ chuyện năm xưa. Tiểu Dã, con vừa gọi mẹ là con gì? Con vừa gọi mẹ là gì? Mẹ, con không trách mẹ chuyện năm xưa. Hầy, Tiểu Dã. Tiểu Dã, cuối cùng Tiểu Dã của mẹ cũng về rồi. Tiểu Dã của mẹ, con chịu khổ rồi. Mẹ có lỗi với con. Được rồi. Được rồi, em để hai mẹ con ở riêng một lát đi. Đi thôi. Tiểu Dã, đồng ý ở lại nhà thêm mấy ngày rồi. Mấy đứa? Phải đưa em gái ra ngoài chơi cho đã đấy. Thật à? Vậy thì tốt quá. Mẹ yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Dã thật tốt. Hẹn thợ trang điểm tới nhà trước, sau đó tới công ty dưới trướng nhà chúng ta. Chuẩn bị một bộ quần áo cho em, chắc chắn sau đấy sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Anh hai, anh thấy bây giờ em không đẹp à? Cô bé láu cá nhà chúng ta về rồi. Đúng đó. Cô Tiểu Dã, mời đi theo chúng tôi. Cô Tiểu Dã, chúng tôi còn phải trang điểm lại cho cô. Anh cả, anh nhìn đi. Tiểu Dã ăn diện thế này, đẹp hơn mấy ngôi sao xung quanh Hạ Lý nhiều. Đương nhiên rồi, họ so được với khí chất của Tiểu Dã nhà ta chắc. Còn không nhìn xem ai chọn quần áo và ekip, toàn là hàng đầu đấy, biết chưa? Được rồi, tiếp theo, em sẽ dẫn em gái của chúng ta đi mua sắm thỏa thích. À thì, em mới nhớ ra, em còn công việc chưa xong. Vậy để anh hai dẫn em đi nhé. Cái kia cũng được ạ, kia là Khương Tử Phú đúng không? Chắc là cô ấy. Xem ra ngôi sao nhà chúng ta bị fan nhận ra rồi kìa. Sao thế, không quen à? Tiểu Dã, sau này biết đâu còn có fan tới xin chữ ký và chụp ảnh cùng em. Ây, nữa. Anh hai, anh đừng nói nữa. Được rồi. Anh hai không trêu em nữa. Có một cửa hàng bên kia, chúng ta ra kia xem thử. Không cần đâu, mua nhiều quá phí lắm. Chúng ta đi dạo thôi, mua mấy cái túi với bộ quần áo thôi mà. Đi, nghe anh hai. Đây là hàng mới mùa này à? Đúng, vừa mới tới sáng nay đấy, lại còn là mẫu giới hạn. Nếu anh cần, tôi có thể điều hàng từ chỗ khác. Được, đóng gói toàn bộ mẫu giới hạn, gửi tới nhà tôi. Với cả, không lấy cái thứ 3 và cái thứ 7. Ngoài ra thì đóng gói lại hết. Vâng, tôi sẽ gói hàng cho anh ngay, anh chờ một lát. Anh, không cần nhiều vậy đâu. Không sao, chỉ cần em thích, bao nhiêu cũng được. Em thấy cái kia thế nào? Anh nghe mày đã. Ai hào phóng thế? Hôm nay may quá,
một mình cô gánh hết KPI tháng này rồi. Còn ai được nữa, nhị thiếu gia nhà họ Thịnh đấy, nhị thiếu gia. Mọi khi toàn là Hạ Lý thiếu gia tới mà. Ấy, cô nhìn bóng lưng kia, sao trông quen thế nhỉ? Cô ta vừa vào cửa hàng, tôi đã nhận là ra Khương rồi. Tử Phù có tin đồn với Hạ Lý thiếu gia đấy. Khương Tử Phù, không phải mọi khi cô ta đi cùng Hạ Lý thiếu gia à? Đúng là hạng vô liêm sỉ. Quyến rũ tam thiếu gia chưa đủ, bây giờ không biết dùng thủ đoạn gì, còn mê hoặc được cả nhị thiếu gia nữa. Được rồi, mau gói hàng đi, lần này mua nhiều lắm, thành tích đều tính cho cô cả. Đấy là nhờ tôi đón tiếp tốt. Đúng là dễ cho con danh kia. Anh hai, có chuyện gì à? Sao lại vội thế à? Đúng, công ty có việc gấp, anh cần về một lát. Đúng rồi tiểu giã. Em cầm thẻ đi, có thể dùng ở cả khu này. Em cứ đi đi, đợi anh hai xong việc sẽ về đón em. Được, vậy anh đi trước đi. Cứ kệ em. Được, tiểu giã nhà ta ngoan nhất, đợi anh. Dạ. Xin chào. À thì, tôi muốn. Hàng của cô gói xong hết rồi, cô còn cần gì nữa không? Tôi không mua mấy món này nữa. Nhờ cô trả hàng giúp tôi. Cô này, cửa hàng chúng tôi bán toàn hàng xa xỉ, không có vấn đề về chất lượng thì không được trả. Hơn nữa tôi gói xong hết rồi, không trả được. Hả, sao lại không được trả? Có cái này cũng không được à? Tôi nhớ là được trả hàng không lý do. Đây là thẻ thành viên cao cấp, cả nước cũng chỉ có mấy cái. Hay chúng ta cho cô ấy trả đi. Bớt một việc còn hơn thêm một việc. Sao tôi phải cho cô ta trả? Đàn ông vừa mua cho cô ta đã trả hàng. Đây không phải hạng đào mỏ lừa tiền thường thấy à? Ai biết thẻ này là thật hay giả? Cô đừng có ngậm máu phun người. Thẻ này là thật hay giả? Cô xem chữ ký bên trên là biết. Tôi ngậm máu phun người. Hừ, cô là Khương Tử Phù quyến rũ thần tượng hàng đầu Thịnh Hạ Lý còn gì? Sao nào không cho người ta nói à? Nếu không có độ hot nhờ quyến rũ Thịnh Hạ Lý, cô có nổi được không? Sao nào không cho người ta nói à? Nếu không có độ hot nhờ quyến rũ Thịnh Hạ Lý, cô có nổi được không? Bây giờ Thịnh Hạ Lý chơi chán rồi, lại coi nhị thiếu gia nhà họ Thịnh là máy rút tiền. Đàn ông vừa đi, cô đã tới trả hàng lấy tiền, bây giờ đào mỏ còn đào lộ liễu thế à? Không biết nhục à? Vậy nên cô biết người vừa tới cùng tôi là nhị thiếu gia nhà họ Thịnh, Thịnh Nam Tự. Vậy cô cũng biết cái thẻ này là thật nhỉ? Là thật thì cũng là thẻ của Nam Tự thiếu gia, không phải của cô. Nhưng bây giờ là tôi đang dùng thẻ này. Bây giờ tôi ra lệnh cô lấy toàn bộ mẫu mới mùa này ra, tiếp đón tôi thử từng bộ một. Nếu tôi không hài lòng bộ nào, tôi sẽ báo cáo cô. Cô đừng đùa với tôi. Ai biết có phải cô trộm thẻ này không? Sao tôi phải phục vụ một con nhà quê như cô? Cô nhìn bộ cô đang mặc đi, có khi toàn là hàng giả. Nếu không cũng là bò lên giường người nào đó để người ta mua cho cô. Đầu tiên, tấm thẻ này là thật. Cô không phục vụ tôi cũng là thật. Chỉ cần tôi gọi điện tố cáo, chắc chắn cô sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Ai chả biết chém gió. Thứ hai, cô có chứng cứ gì mà nói tôi có được thành tích hôm nay là nhờ quyến rũ Thịnh Hạ Lý? Cô từng nghe nhạc của tôi chưa? Độ hấp của tôi nhờ fan của tôi bầu từng phiếu mà ra. Hôm nay cô nói như thế, chắc hẳn fan ở đây đã quay video đăng lên mạng rồi. Cô nghĩ họ sẽ để mặc cô cố ý phỉ báng thế này à? Thứ ba, toàn bộ sản phẩm tôi mặc hôm nay là thật. Hơn nữa là kiếm được nhờ sự nỗ lực của tôi. Cô nói lời công kích cá nhân tôi trước mặt nhiều danh gia vọng tộc. Cô đợi nhận thư luật sư đi. Cô đừng dọa tôi. Ai đang gây sự ở đây? Quản lý, là con nhà quê này đang gây sự. Mau gọi bảo vệ đuổi cô ta đi. Cô mù rồi à? Dám đắc tội khách quý của Thịnh Thị. Cô tiểu giã, xin lỗi nhé. Tôi xin lỗi cô. Nhân viên của chúng tôi không biết điều, phá hỏng nhã hứng của cô. Chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ hàng ở tiệm này hôm nay cho cô. Nhị thiếu gia, anh có gì cứ nói. Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô tiểu giã thật tốt. Anh yên tâm. Bây giờ vẫn chưa công bố thân phận cô ấy. Anh cẩn thận, đừng để lộ tin gì. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Anh hai tôi gọi cho anh à? Cô là? Cô gây họa rồi. Cô ấy là tứ tiểu thư vừa tìm thấy của nhà họ Thịnh. Thiên Kim Thịnh Thị, Thịnh tiểu giã. Cô muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tôi. Còn nữa, giữ miệng cô kín vào, nếu nói chuyện này ra, xem tôi xử cô thế nào. Tiểu thư, cô tha cho tôi lần này đi. Cô đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi lần này. Cả nhà tôi nhờ cậy vào công việc này của tôi. Xin cô đấy. Giờ trả được chưa? Được, tôi giúp cô trả hàng ngay. Tiền trả về đúng tài khoản, tôi không nhận tiền. Cô tiểu giã, đi thong thả. Quản lý, lần này tôi sai rồi. Anh tha cho tôi lần này đi, tôi không muốn thấy cô nữa.
bảo vệ. Tiểu Dã, hôm nay chơi với các anh có vui không? Tuy có chút chuyện xảy ra, nhưng cũng rất vui. Chuyện nhỏ. Có chuyện gì vậy Nam Tự? Không có gì, đã giải quyết xong rồi. Mấy cửa hàng dưới trướng chúng ta, đúng là không tiến bộ. Cho đóng cửa luôn đi. Được, con cứ liệu mà làm. Tiểu Dã, đây là váy dự tiệc do chính anh thiết kế. Đã chuẩn bị hơn một tháng rồi, em xem có thích không? Ôi, đẹp quá. Phải nói là em ba có mắt nhìn nhất. Tất nhiên rồi, em đích thân thiết kế mà. Bữa tiệc tối hai hôm nữa, Tiểu Dã mà mặc nó dự tiệc, chắc chắn sẽ gây chú ý nhất hội trường, đẹp áp đảo mọi người. Tiệc tối? Tiệc tối gì vậy? Mẹ vẫn chưa kịp tuyên bố, đã bị thằng nhóc này giành trước rồi. Là thế này, mẹ chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc vào cuối tuần này. Mẹ sẽ mời tất cả danh gia vọng tộc đến, nói cho họ thân phận của con. Mẹ muốn họ biết con là con gái của nhà họ Thịnh. Nhà ta đã tìm được Thịnh Tiểu Dã rồi. Mẹ, sao vậy? Có phải con không thích buổi tiệc này không? Không phải, con rất thích. Nhưng mẹ có thể đợi con kết thúc cuộc thi mới tổ chức công khai thân phận của con không? Con vẫn hy vọng được người hâm mộ công nhận bằng sự cố gắng của mình. Con thấy Tiểu Dã nói đúng, bây giờ công khai vẫn còn sớm. Hơn nữa Hạ Lý là cố vấn trong chương trình, cũng sẽ gặp rắc rối không cần thiết. Đợi thêm đi, các con suy nghĩ vẫn chu đáo hơn. Xem ra em út nhà chúng ta đã trưởng thành rồi. Mọi người đã nghe nói chưa? Sao nữ đi Hàn Quốc huấn luyện, Thịnh Băng Nghiên sắp về rồi. Sắp nhảy dù vào nhóm chúng ta đấy. Mà bây giờ 101 nổi tiếng vậy sao? Thịnh Băng Nghiên cũng muốn giành chỗ. Tôi nghe nói quan hệ của cô ấy và cố vấn Thịnh Hạ Lý không tầm thường đâu. Giới thiệu với mọi người, đây là đàn chị Thịnh Băng Nghiên vừa huấn luyện ở Hàn Quốc 2 năm. Bây giờ cô ấy chính thức gia nhập, trở thành đối thủ mạnh của mọi người. Mọi người vỗ tay chào đón. Trước kia tôi từng hợp tác với Băng Nghiên, thực lực không thể coi thường. Mong là các bạn ở cùng nhau sẽ học hỏi lẫn nhau, có thể tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Sau 30 phút nữa, tôi đợi các bạn ở phòng tập. Đàn chị Thịnh Băng Nghiên, sau này hãy giúp đỡ tôi nhé. Được. Đàn chị Băng Nghiên, cô xinh hơn trong MV nhiều. Cảm ơn, cô cũng rất đáng yêu. Tôi nghĩ quan hệ của cô ấy và anh Hạ Lý chắc chắn không bình thường. Cô ấy cũng họ Thịnh. Vậy thì tin tiểu thư Thịnh Thế đã tìm thấy, còn tham gia chương trình, chắc là Thịnh Băng Nghiên rồi. Đàn chị Tử Phú, bài hát cô viết hay quá. Hay là cô tắm trước đi. Bọn tôi không vội. Không cần, không cần. Các cô tắm trước đi. Cảm ơn nhé. Giới thiệu với mọi người, đây là đàn chị Thịnh Băng Nghiên vừa huấn luyện ở Hàn Quốc 2 năm. Bây giờ cô ấy chính thức gia nhập, trở thành đối thủ mạnh của mọi người. Mọi người vỗ tay chào đón. Trước kia tôi từng hợp tác với Băng Nghiên, thực lực không thể coi thường. Mong là các bạn ở cùng nhau sẽ học hỏi lẫn nhau, có thể tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Sau 30 phút nữa, tôi đợi các bạn ở phòng tập. Đàn chị Thịnh Băng Nghiên, sau này hãy giúp đỡ tôi nhé. Được. Đàn chị Băng Nghiên, cô xinh hơn trong MV nhiều. Cảm ơn, cô cũng rất đáng yêu. Tôi nghĩ quan hệ của cô ấy và anh Hạ Lý chắc chắn không bình thường. Cô ấy cũng họ Thịnh. Vậy thì tin tiểu thư Thịnh Thế đã tìm thấy, còn tham gia chương trình, chắc là Thịnh Băng Nghiên rồi. Đàn chị Tử Phú, bài hát cô viết hay quá. Hay là cô tắm trước đi. Bọn tôi không vội. Không cần, không cần. Các cô tắm trước đi. Cảm ơn nhé. Khương Tử Phù, ra vẻ vậy sao? Thích tắm giặt thế. Giặt luôn quần áo chị Băng Nghiên mới thay đi. Ai cho cô đi quần áo của chị Băng Nghiên nữa? Giặt luôn đi. Vốn tôi lười so đo với mấy cô. Mấy cô được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Không phục à? Nói cho cùng, tôi cũng là đàn chị của cô. Bảo cô giặt mấy bộ quần áo là đang cho cô cơ hội đấy. Đừng không biết điều. Không phải vẫn đang đợi anh Hạ Lý tới cứu chứ? Nếu không phải vì anh Hạ Lý lương thiện, loại người như cô sao trèo lên giường anh ấy được chứ? Khương Tử Phù, tôi cảnh cáo cô, nếu sau này để tôi thấy cô lại gần anh Hạ Lý, tôi thấy một lần đánh một lần. Giờ đã ngộ ra rồi. Muốn ngoan ngoãn giặt quần áo cho chị Băng Nghiên sao?
Khương Tử Phù, cô làm gì? Khương Tử Phù, cô điên rồi. Mỗi người hả? Chỉ có hai bộ đồ tập, thí sinh không mặc đồ tập để quay chương trình sẽ bị đuổi. Cô làm vậy thì chị Băng Nghiên phải làm sao? Tất nhiên là cho cô ta đồ của cô, còn cô bị đuổi, làm cái đuôi mà không có giác ngộ vậy à? Không được, tôi cũng không dễ gì mới tới được đây. Khương Tử Phù, tôi cho cô lắm chuyện chưa? Lần trước cô đã muốn đánh tôi rồi, lần này coi như cho cô bài học. Khương Tử Phù, cô có biết cô ấy là ai không? Cô có mấy cái gan mà dám đánh chị Băng Nghiên của chúng tôi? Cô ấy là tiểu thư của Thịnh Thị, em ruột của Thịnh Hạ Lý. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với anh Hạ Lý, để anh ấy đứng ra cho Băng Nghiên, tới đó xem cô quyến rũ anh Hạ Lý kiểu gì, đợi bị hủy tư cách thì đi. Được, bây giờ cô đi nói luôn đi, hoặc là gọi nhân viên cũng được, tôi gọi điện giúp cho. Chị Băng Nghiên, cô xem cô ta quá ngông cuồng rồi, chúng ta gọi cho anh Hạ Lý đi, để anh ấy xử lý cho cô. Anh tôi bận như vậy, một Khương Tử Phù mà các cô cũng không xử lý được, còn mặt dày đòi tôi gọi điện. Đúng là hai đứa vô dụng. Thịnh Băng Nghiên, tôi tôn trọng thực lực của cô, coi cô là đối thủ của tôi, thay vì giở trò hèn sau lưng thế này, chi bằng chúng ta gạt Thịnh Hạ Lý đi, đấu riêng với nhau một trận, thấy sao? Có gì mà không dám, tôi lại sợ cô chắc. Ai thua, ai ngã ngựa thì phải tôn trọng, tôn kính người còn lại, tự nhận thua kém. Chỉ vậy thôi à? Nếu ai thua thì phải quỳ trước người kia, lau giày xin lỗi. Được. Đến hiện tại, cuộc thi đã gần tới hồi kết rồi. Rất tiếc, lại có thêm 12 thí sinh sắp rời khỏi sân khấu này. Họ chưa thể bước lên con đường hoa của mình. Nhưng xin chúc mừng 18 thí sinh còn lại. Các bạn sẽ có cơ hội tranh đấu cho vị trí ra mắt. Vậy thì, ai sẽ là top 3 trong lần khảo sát này? Mời nhìn màn hình. Tiếp theo chúng tôi sẽ nhường sân khấu lại cho họ. Quậy đục sân khấu, quyết định thắng bại. Màn biểu diễn của ba thí sinh đều rất đặc sắc. Bây giờ chúng ta sẽ công bố số phiếu của người hâm mộ bên ngoài trước. Xem ra trong phần bỏ phiếu của fan, thí sinh Khương Tử Phù dẫn trước tuyệt đối. Thấy sao Thịnh Băng Nghiên, phục chưa? Còn hai vòng bỏ phiếu nữa mà, cô đừng đắc ý sớm quá. Tiếp theo, xin mời các thí sinh bầu lá phiếu quý giá của mình. Ủng hộ ai thì đứng sau người đó. Cho mọi người xem số phiếu nội bộ của các thí sinh. Cô ủng hộ ai? Dĩ nhiên là Thịnh Băng Nghiên. Ai không biết cô ấy là tiểu thư nhà họ Thịnh? Ai dám ủng hộ Khương Tử Phù chứ? Vậy chẳng phải là chống lại tập đoàn Thịnh Thị à? Sao lại như vậy? Kết quả tích lũy từ hai vòng bỏ phiếu, Thịnh Băng Nghiên đã vượt Khương Tử Phù 10 phiếu. Bây giờ chỉ thiếu lá phiếu của ba giám khảo thôi. Cuối cùng hạng nhất vòng bán kết sẽ là ai đây? Ngoài anh Thịnh Hạ Lý, hai giám khảo khác, một người bầu cho thí sinh Khương Tử Phù, một người bầu cho thí sinh Thịnh Băng Nghiên. Thành tích của hai thí sinh vẫn là Thịnh Băng Nghiên hơn Khương Tử Phù 10 phiếu. Xem ra 50 phiếu của anh Thịnh Hạ Lý rất quan trọng. Giờ thì Thịnh Băng Nghiên thắng chắc rồi, người ta là tiểu thư Thịnh Thị mà. Đúng vậy, sao Khương Tử Phù thắng được Thịnh Băng Nghiên chứ? Anh Thịnh Hạ Lý bầu cho Khương Tử Phù, chúc mừng thí sinh Khương Tử Phù. Không, không thể nào. Anh Hạ Lý không chọn mình. Thank you.
Khương Tử Phù này, thắng nhờ 50 phiếu của anh Hạ Lý thôi mà, đắc ý cái gì? Đúng vậy. Thực lực không bằng chị Băng Nghiên thì giờ thủ đoạn thấp kém. Đúng là vô liêm sỉ. Trèo lên giường người khác để thắng cuộc thi, còn không biết ngại lấy ra khoe. Nếu cô còn dám nói chuyện không có bằng chứng, tôi sẽ xé họng cô. Tôi nhớ hình như có người cá cược gì đó với tôi nhỉ? Không phải cô nói là quỳ lau giày xin lỗi sao? Sao hả? Mới vậy đã quên rồi à? Khương Tử Phù, chị Băng Nghiên là thiên kim nhà họ Thịnh. Cô cũng xứng. Đúng thế, cô cũng không nhìn xem bản thân là thứ gì, tưởng quyến rũ được anh Hạ Lý là có thể ỷ thế hiếp người sao? Chúc mừng em, Tử Phù. Vừa rồi sao ồn ào thế? Nói gì tôi đấy? Hay nói trước mặt tôi nghe xem. Nếu không có chuyện gì, năm thí sinh đứng đầu lần này, theo tôi đi tham gia quay thử một quảng cáo, cơ hội này hiếm có. Bất kể là xếp hạng trước sau đều có thể cạnh tranh công bằng. Mọi người phải cố gắng đấy. Muốn không thể thay thế thì phải khác với mọi người. Khả năng thể hiện của Tử Phù tốt thật. Động tác này quá xuất sắc, đẹp quá. Mau nhìn kìa, nam diễn viên kết hợp với chúng ta là Sở Diệp Thần. Băng Nghiên, em cũng là thí sinh quay chụp quảng cáo lần này à? Lâu rồi không gặp. Sao có nắm chắc không? Anh đùa gì thế? Kết hợp với anh còn không chắc chắn sao? Khả năng thể hiện của cô tốt quá. Cảm ơn. Anh Sở Diệt Thần. Anh Sở Diệt Thần, đến anh rồi. Được rồi, nghỉ ngơi 10 phút. Chút nữa sẽ là lượt của anh Sở Diệt Thần và thí sinh Khương Tử Phù. Mời hai vị đợi chút. Vâng, tôi biết rồi. Cô tưởng cô là ai? Anh Hạ Lý xoay quanh cô. Giờ đến Diệt Thần cũng. Khương Tử Phù, tôi tuyệt đối không nhận thua vậy đâu. Tử Phù, em biết cậu ta à? Cá nhân tôi thấy quảng cáo của Thịnh Băng Nghiên có kinh nghiệm hơn. Có lẽ khá an toàn, nhưng tôi thích của Khương Tử Phù hơn, có cảm giác thiếu nữ, khí chất cũng khá phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Hai vị thấy ai thích hợp hơn? Tôi cảm thấy Khương Tử Phù khá thích hợp. Chúc mừng em, Tử Phù, lấy được vai nữ chính trong quảng cáo của nhãn hàng trang điểm hàng đầu. Anh rất tự hào về em. Cảm ơn anh Hạ Lý. Wow, mọi người mau xem đi, quảng cáo của Tử Phù đang đăng trên trang chính thức này. Wow, nhìn kìa, bên ngoài cũng là Tử Phù. Để thưởng cho thí sinh Tử Phù, tối nay tôi dẫn Tử Phù tới buổi tiệc thượng lưu. Có không ít diễn viên và nhà đầu tư, phải biểu hiện cho tốt đó, theo anh. Còn nói bản thân là thiên kim Thịnh Thị, sau vé của vòng bán kết này, anh trai không bỏ phiếu cho chị đến vai nữ chính trong quảng cáo của Lan Khả, cũng bị Khương Tử Phù lấy mất. Rốt cuộc chị có phải thiên kim nhà họ Thịnh không vậy? Không phải đang chơi chúng tôi đấy. Cô dám đẩy tôi là thiên kim Thịnh Thị mới tìm được. Cho dù chưa công bố thân phận, cũng không tới lượt các cô ở đây sỉ nhục. Chẳng qua anh tôi nhất thời bị con hồ ly tinh Khương Tử Phù mê hoặc, mới cãi nhau với tôi. Chào cô, xin hỏi thí sinh Khương Tử Phù ở phòng tập nào? Ở. Vậy làm sao chị chứng minh được chị là thiên kim Thịnh Thị? Chị nói phải là phải à? Có thể tùy tiện sai khiến chúng tôi. Đúng thế, chị có chứng cứ gì? Các cô đợi đó. Anh Sở Diệt Thần, có phải anh đặc biệt tới thăm em không? Anh vất vả rồi. Không phải chúng ta trách nhầm chị Băng Nghiên đấy chứ? Cô xem, chị ấy thân với Sở Diệt Thần như vậy, chắc chắn là thiên kim Thịnh Thị. Đúng thế, đó là Sở Diệt Thần ấy. Băng Nghiên, em lại giở trò gì thế? Anh vẫn luôn coi em làm bạn và đối tác, không hề có ý khác. Hy vọng em đừng hiểu nhầm. Sở Diệt Thần, anh có ý gì? Lẽ nào anh không rung động chút nào với em sao?
Nếu em lần nữa dùng cách gán ghép kiểu này, anh không dung túng em tiếp tục làm bậy vậy nữa đâu. Cô Thịnh, ai bảo cô tới đây? Có chuyện gì? Cô Thịnh, vai nữ chính bộ phim thần tượng vốn được định là cô diễn đã bị Khương Tử Phù cướp rồi. Điều tra Khương Tử Phù cho tôi. Này là thiên kim nhà ai thế, khí chất nho nhã, rất xứng với Hạ Lý. Là Khương Tử Phù phải không? Quả nhiên xinh đẹp. Đạo diễn Trương, lâu rồi không gặp. Không hổ là Hạ Lý, anh vừa vào đã không còn việc gì cho người khác nữa. Đạo diễn Trương, xin giới thiệu với anh, đây là Khương Tử Phù, bạn nữ đi cùng tôi tối nay, cũng là ca sĩ nhạc sĩ rất có tài. Tôi biết cô. Cô gái có thể được Hạ Lý khen không nhiều đâu. Đây, cảm ơn. Có cơ hội tôi sẽ tìm cô quay phim. Vâng, vậy được rồi, chút nữa chúng ta nói chuyện. Tử Phù, anh qua đó một lúc, em đi dạo tự nhiên. Cô Tử Phù, không biết cô còn nhớ tôi không? Là anh à? Xem ra lần hợp tác trước của chúng ta cũng xem như vui vẻ. Vậy không biết có thể mời cô một điệu nhảy không? Ấy, Hạ Lý, anh xem, cô gái đang khiêu vũ bên đó, hình như là bạn nhảy của anh. Tiểu Dã, chuyện gì thế? Còn phải mở cuộc họp anh em khẩn cấp, không phải đưa Tiểu Dã tham gia tiệc sao? Quả thực rất khẩn cấp, người đàn ông đó không đơn giản. Việc có thể khiến nam tự lo lắng không nhiều nhỉ, người đàn ông nào còn không lo lắng. Em chỉ không để ý em gái một lúc, không biết Sở Diệp Thần từ đâu xông ra kéo em ấy khiêu vũ. Cái gì? Cậu ta ở công ty nào? Có hợp tác với chúng ta không? Có xuất thân thế nào? Anh xem, còn nóng vội hơn em. Em đừng nói linh tinh nữa. Không phải vừa mới tìm được em gái à? Thằng nhóc này từ đâu ra thế? Em đã bảo lão Kim điều tra rồi, không phải đang đợi anh về để cùng bàn à? Có ai bảo không phải? Cả buổi tiệc chỉ có anh ta ra mặt, dám ở cướp con gái trước mặt Thịnh Hạ Lý này. Giống nhau à? Không nghiêm chỉnh. Vậy lúc nào lão Kim điều tra ra được? Sở Diệp Thần này không đơn giản. Lão Kim điều tra có lẽ cũng phải mất một thời gian. Anh, các anh sao thế? Sao mọi người không ăn? Sao trông ai cũng không có tinh thần thế? Kệ chúng, chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Đã điều tra được gì rồi, quản gia Kim? Chúng tôi điều tra một đêm, thậm chí các mối quan hệ đã điều tra tới kho hồ sơ, nhưng toàn bộ tài liệu liên quan tới Sở Diệp Thần đều đã bị người ta xóa rồi. Ở thành phố K, có lẽ chỉ có một khả năng. Lẽ nào cậu ta là người của tập đoàn 10? Ở thành phố K, có thể khiến nhà họ Thịnh không điều tra ra thân phận. Ngoài tổng giám đốc tập đoàn 10 tôi đây, còn có thể có ai? Trình Mặc Ngọc. Nhiều năm vậy rồi, anh tưởng chỉ có anh đang tìm Khương Tử Phù sao? Các anh đang sầu vì chuyện này à? Các anh nghĩ nhiều rồi, em với anh ấy chẳng có gì cả, chỉ nhảy một điệu mà thôi. Anh ấy, từ bao giờ thành anh ấy rồi? Không phải hai người chỉ từng hợp tác ở quảng cáo Lan Khả sao? Từ bao giờ quan hệ trở nên thân mật thế? Đều tại anh nên xem là ai đóng cặp với em, rồi hãy đi đăng ký quay chụp. Trước đó em làm gì thế? Đúng là tụi em chỉ từng hợp tác một lần, nhưng lần quay chụp đó, anh ấy rất chăm sóc. Còn dạy em góc nào đẹp? Chụp ảnh bìa tạp chí thế nào? Nếu không, Thịnh Băng Nghiên có nhiều kinh nghiệm như vậy, sao em có thể tốt ngay trong một lần? Hóa ra lần đó cậu ta đã có ý đồ với em. Chắc chắn là ủ mưu đã lâu. Ai, anh hai, làm gì khoa trương như anh nói. Bình thường quảng cáo cậu ta nhận cao cấp hơn Lan Khả mấy bậc. Lần này tụi anh bảo em đi quay cho Lan Khả cũng là nghĩ tới em là người mời. Xuất hiện ở quảng cáo cao cấp hơn thì bắt mắt quá, vậy nên dùng Lan Khả thử xem. Vậy nên, lần gặp gỡ này không phải tình cờ. Việc này thì em không biết, nhưng em luôn cảm thấy hình như em với anh ấy từng gặp ở đâu rồi. Không hề có cảm giác xa lạ. Em gái, cậu ta đã cho em bùa mê thuốc lú gì thế? Em đừng biến thành đầu óc chỉ có yêu đương đấy. Anh nói gì thế? Em với anh ấy chỉ nhảy một điệu mà thôi, còn chưa lấy thông tin liên lạc.
còn yêu đương gì chứ, anh xem đi, còn nói không phải. Tiểu Dã, này là hoa ai tặng con thế, cũng rất đẹp, để con xem nào. Anh xem đi, em cũng đi xem. Sở Diệc Thần, anh cả, thân phận của Tiểu Dã đến giờ còn chưa công bố, đã tặng cả hoa tới nhà, thế này không phải lên mặt với anh sao? Anh đi tìm cậu ta nói chuyện. Cậu là Sở Diệc Thần à? Đúng, là tôi, hẳn anh cũng biết thân phận của tôi. Vậy thì sao? Tập đoàn 10 các cậu còn có thể lợi hại hơn nhà họ Thịnh. Đây là 100 triệu, rời xa Tiểu Dã. Đây là 200 triệu, sau này đừng nhúng tay vào việc của tôi với Tử Phủ nữa. Xem ra anh ta khó đối phó hơn tưởng tượng của chúng ta. Thực ra nếu nói về xuất thân, tập đoàn 10 và nhà họ Thịnh chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối. Chỉ riêng việc cậu ta vung ra 200 triệu, người bình thường không thể có được quyết đoán này. Có khả năng cậu ta thực sự đã động lòng với Tiểu Dã. Ấy, không đúng, em nghe các anh nói sao lại thấy không đúng lắm. Gia thế hùng hậu, ông trùm tư bản ẩn giấu trong giới giải trí cũng xem như xuất sắc, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp học viện âm nhạc hàng đầu nước Mỹ. Sau khi về nước lại là đứng đầu trong giới biểu diễn. Em nói xem, anh sân si kiểu gì đây? À, đúng rồi, nếu muốn nói thì cũng có, từng bị phóng viên chụp được cậu ta với Thịnh Băng Nghiên vài lần. Là hết rồi. Ấy, đợi đã, em không đồng ý. Tuy điều kiện bên ngoài của cậu ta cũng được, thân phận cũng xứng với Tiểu Dã, nhưng đàn ông mà, nhỡ may chỉ là mới lạ nhất thời thì sao? Còn cả Thịnh Băng Nghiên đó, không phải bị chụp cùng cậu ta vài lần rồi sao? Người ta đã từng làm rõ rồi, hai người chỉ là bạn bè. Vậy cũng không được, không được, cậu ta phải bị thử thách. Thịnh Băng Nghiên, em có biết, tặng tới cửa, em còn thèm, nhưng người khác có thèm không? Vậy thì chưa chắc. Em định thử thách thế nào? Đừng quá đáng quá. Việc này còn không đơn giản à? Sở Diệc Thần, hiện giờ là khách mời ở chung kết, trong tay có 50 phiếu quyền quyết định. Đến lúc đó, em tiết lộ chút thông tin với người dưới trướng Thịnh Băng Nghiên, nói cho cô ta lịch trình và số phòng khách sạn của Sở Diệc Thần. Em nắm chắc tới vậy à? Đương nhiên, em hiểu Thịnh Băng Nghiên lắm. Có cơ hội thế này, không thể nào cô ta không tự dâng tới. Hạ Lý à, Hạ Lý, kế hoạch này của em cũng ác đấy. Vừa kiểm tra được Sở Diệc Thần, vừa gỡ được keo 502 Thịnh Băng Nghiên. Hạ Lý, cái người Thịnh Băng Nghiên đó là sao? Chuyện cô ta nói với bên ngoài bản thân là em biết không? Anh còn nhớ tập đoàn Từ Thị không? Cô ta là con gái tổng giám đốc tập đoàn Từ Thị. Thịnh Băng Nghiên chỉ là nghệ danh của cô ta. Trước đây quyến rũ em không để ý. Sau này tới Hàn Quốc phát triển cũng không có tiến triển gì. Gần đây vừa về nước, lấy cái tên này chính là để tăng độ chú ý, không liên quan gì. Được, anh biết rồi. Chuyện này đừng để mẹ nghe được lại không vui. Được, sau chung kết em sẽ xử lý ổn thỏa. Anh nói xem Sở Diệc Thần vượt qua được cả ải này của Hạ Lý thì làm thế nào? Nếu cậu ta với Tiểu Dã là thật lòng, vậy để họ thử qua lại cũng không phải không được. Đầu tiên, chúc mừng 9 thí sinh này đã bước lên con đường ước mơ thuộc về họ. Hưởng thụ thời khắc vinh quang này đi. Trong này không chỉ có mồ hôi các bạn chăm chỉ bỏ ra, còn là từng lá phiếu ủng hộ từ người hâm mộ các bạn. Tóm lại, hoa và tiếng vỗ tay lúc này là thuộc về các bạn. Tiếp theo chính là cao trào của đêm nay, cuộc chiến vị trí trung tâm. Chúng ta xin mời thí sinh Thịnh Băng Nghiên và Khương Tử Phù. Bất kể kết quả thế nào, cuộc chiến vị trí trung tâm giữa chị em trước đây cũng đều sẽ khiến nổ tung hiện trường. Bây giờ, chúng ta dành sân khấu cho Thịnh Băng Nghiên trước. Các bạn fan, chúng ta cùng mong chờ. Diệc Thần, tối qua anh có hài lòng không? Em đã giao toàn bộ của mình cho anh rồi. Lần này thực sự cực quá lớn, anh nhất định phải giúp em thắng. Biểu hiện của em hôm qua thực sự rất tốt. Nhưng cho dù em thực sự muốn xảy ra gì với anh, cũng cần anh đồng ý. Sở Diệc Thần, anh có ý gì? Anh ăn người ta xong còn không định nhận à? Cô tưởng tôi không nhìn ra mấy trò vặt đó của cô à? Nhìn ra thì sao? Dù sao hai chúng ta cũng đã làm rồi. Nếu anh dám không nhận, tôi sẽ tiết lộ với phóng viên. Tôi
thấy cô không tới đường cùng, không chịu từ bỏ. Hai ly rượu hôm qua, cô thực sự cho rằng ly bị bỏ thuốc là ly tôi uống à? Ai, đúng là một màn kịch hay. Cô Băng, giờ cô định dùng bao nhiêu tiền mua lại video không đứng đắn này đây? Chuẩn bị sao rồi? Tôi tin vào thực lực của tôi, cô hết sức là được. Cái này là sô-cô-la nhân rượu, ăn vào là không căng thẳng nữa. Anh là... Ấy, đừng đi. Tôi biết cô đang lén học. Xin lỗi. Sau này tôi không vậy nữa. Xin anh đừng nói với giáo viên. Không sao, nếu cô muốn học, tôi có thể dạy cô. Sau này cũng không để họ đuổi cô đi. Cảm ơn anh. Sao hôm nay anh tập muộn thế? Lãnh đạo công ty chúng tôi sắp tới kiểm tra. Tôi sắp lo chết rồi. Ừm. Đâu là sô-cô-la nhân rượu, ăn vào là hơi choáng váng, không căng thẳng nữa. Vừa rồi anh nhảy điệu gì thế, đẹp quá. Khương Tử Phù. Cô chưa nói cho tôi, cô tên gì? Ba năm trước. 1234 2234 3234 4234. Diệp Thần, không tập trung vậy. Em xin lỗi. Không sao, nghỉ ngơi trước đi. Ai ở đó đấy? Vậy ngày mai chúng ta tập thêm hai lần. Màn biểu diễn của hai thí sinh vô cùng đặc sắc, đặc biệt là màn song ca của Nghe Thấy Tử Phù và Diệp Thần. Người không biết, còn tưởng hai bạn đã rơi vào tình yêu. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiết lộ kết quả bỏ phiếu của fan tại hiện trường. Tuy kết quả đã được xác định, nhưng vẫn muốn hỏi Diệp Thần, lá phiếu cộng điểm trong tay bạn, cuối cùng định bỏ cho ai đây? Tôi lựa chọn bỏ cho thí sinh Khương Tử Phù. Đợi đã. Tôi cho rằng thành tích của Khương Tử Phù cần xác nhận lại. Thịnh Băng Nghiên, cô có ý kiến gì với kết quả thi đấu sao? Đương nhiên tôi có ý kiến. Dựa vào đâu Khương Tử Phù có thể quyến rũ được anh Thịnh Hạ Lý, dùng thân thể đổi lấy đặc quyền, lại có thể quyến rũ Sở Diệt Thần, ngang nhiên tình cảm trên sân khấu. Thịnh Hạ Lý,
anh dám nói hai người chưa từng qua đêm ở nhà nghỉ. Anh dám nói hai anh là giám khảo, không có vì tình riêng. Ngang nhiên tặng cơ hội quay quảng cáo và MV cho Khương Tử Phù. Việc này có công bằng với những thí sinh khác không? Đây không phải là Thịnh phu nhân của tập đoàn Thịnh Thị chứ? Mẹ của anh Hạ Lý đích thân tới trường quay. Bà ấy là người nắm quyền ở tập đoàn Thịnh Thế. Các vị, vốn, hôm nay, tôi chỉ muốn tới tham gia trận chung kết của con gái tôi. Không muốn tuyên bố chuyện này. Nhưng hiện giờ, nhiều tội danh ụp lên đầu nó. Muốn vấy bẩn nó. Muốn đẩy con gái tôi lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Là một người mẹ, tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn luôn nữa. Giờ, tôi tuyên bố, Khương Tử Phù chính là thiên kim thất lạc nhiều năm của tập đoàn Thịnh Thị. Thịnh tiểu xã. Cô Thịnh Băng Nghiên này. Hạ Lý là anh ruột của tiểu xã. Chúng đã nhận nhau từ lâu rồi, đâu ra cách nói dùng thân thể quyến rũ. Còn về cậu Diệt Thần đây, tôi cảm thấy cậu ấy là thanh niên đẹp trai tài giỏi. Nếu cậu ấy có ý với tiểu dã nhà chúng tôi, là một người mẹ, tôi thực sự hy vọng chúng có thể thử qua lại. Còn về những việc bẩn thỉu mà cô nói, con gái tôi chưa từng làm, cũng không thể lại làm. Thịnh Băng Nghiên, cô vi phạm nghiêm trọng quy tắc cuộc thi. Hiện giờ tôi hủy thành tích thi đấu của cô. Nhóm nữ cuối cùng của chúng ta sẽ là 10 thành viên. Giờ chúng ta chúc mừng thí sinh Khương Tử Phù. Không, nên là em gái tôi, Thịnh Tiểu Dã, đạt được quán quân của cuộc thi Idol, cuộc thi sống còn 101 lần này. Tôi có thể đảm bảo với fan của tôi và fan của Tiểu Dã, kết quả cuộc thi lần này công bằng. Tôi không hề có giúp đỡ thêm nào. Tiểu Dã đạt được thành tích ngày hôm nay đều là nhờ sự cố gắng của bản thân. Thành tích bỏ quyết do fan quyết định là sự chứng minh rõ ràng nhất. Chào buổi sáng, Hạ Lý, sao cậu tới đây? Đương nhiên là tới tìm Tử Phù. Không phải. Sở Diệt Thần, ai cho cậu theo đuổi Tử Phù? Thịnh phụ nữ cũng đã công khai nói rõ hai người trẻ chúng tôi có thể thử qua lại. Anh có quyền gì ngăn cản? Anh Diệt Thần. Diệt Thần tới rồi à? Anh Diệt Thần. Được rồi, Hạ Lý, em gái, cũng phải trưởng thành mà. Hoa này, mang một ít để vào phòng mẹ tôi và phòng khách. Còn lại để vào phòng tôi. Vâng, tiểu thư, mang cả chỗ quà này vào đi. Dù sao lần này, chúng ta cũng không cản được. Diệp Thần, lần sau tới đây không cần khách sáo vậy đâu. Đi, uống trà nào. Mau ngồi đi. Cháu uống gì? Cà phê hay trà? Không sao đâu. Gì, gì? Hôm nay, cháu muốn đưa Tử Phù ra ngoài đi dạo. Ra ngoài đi dạo, tốt mà. Người trẻ tuổi nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Nào, uống trà đi. Đi. Sao thế? Không phải anh Điện Hạ đã vượt qua thử thách của các anh rồi à? Vì sao lại? Tử Phù, ra ngoài chơi cũng được, nhưng đừng muộn quá. Phải chú ý bảo vệ bản thân. Vâng, cảm ơn anh ba. Đúng là hết cách với em. Đi đi. Yên tâm đi. Diệp Thần cũng khá lắm. Nhưng em phải nhớ Tiểu Dã, bất kể về tâm lý hay là cơ thể, em đều phải bảo vệ tốt bản thân. Nếu cậu ta bắt nạt em, hai đứa tụi anh tuyệt đối không tha cho cậu ta. Tử Phù, anh không đồng ý em qua lại với cậu ta. Vì sao? Anh cũng vừa biết được.
bố mẹ cậu ta đã đi bàn hôn sự cho cậu ta có vợ chưa cưới. Sao cơ? Diệp Thần, sao anh chưa từng nói với em, anh còn có vợ chưa cưới? Lẽ nào lời anh cả em nói là thật, anh là đồ đểu? Không phải, Tiểu Dã, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ. Thực ra từ hồi ở trung tâm nhảy, anh đã thích em rồi, anh vẫn mãi không biết tên em. Đến khi anh thi trở về, lại nghe nói em đã nghỉ việc. Nhiều năm nay, ngoài các anh của em, anh cũng luôn tìm em. Chỉ có điều, mãi không có tin tức. Mọi người đều khuyên anh từ bỏ. Đến bố mẹ anh cũng bắt đầu giục cưới. Vậy nên, đã tùy tiện kiếm cho anh một hôn sự. Anh nghĩ cả đời này có lẽ anh không gặp lại được em nữa, nên miễn cưỡng đồng ý. Dù sao, không phải em, ở bên ai cũng như nhau. Hóa ra là vậy. Là em đã hiểu nhầm anh. Em xin lỗi. Sao anh lại trách em? Đều tại anh, chưa xử lý tốt chuyện trong nhà, đã vội vàng tới tìm em. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Em yên tâm, anh sẽ đi nói với bố mẹ anh nhất định sẽ bảo họ hủy hôn, sau đó lấy em. Cảm ơn mọi người đã xem phim trên trang Vita Media. Hãy bấm tua tới 30 giây để xem tiếp bộ phim nhé. Mình xin cảm ơn và xin lỗi về sự bất tiện này. Bây giờ em thế này, hợp đi ra mắt rồi đấy. Vâng, vậy thì chúc em ra mắt thuận lợi đi. Anh cả, em tới đón Tiểu Dã. Này, cậu vội vậy sao? Chúng tôi muốn kiểm tra cậu trước. Qua rồi, chúng tôi mới yên tâm giao Tiểu Dã cho cậu. Có gì các anh cứ hỏi đi. Nếu bố mẹ cậu không đồng ý hủy hôn thì sao? Sau cùng em cũng là người kết hôn, em sẽ chủ động đề nghị hủy hôn với đối phương. Nếu bố mẹ cậu muốn bắt nạt Tiểu Dã, cậu sẽ làm gì? Tiểu Dã sắp là vợ sắp cưới của em rồi. Anh yên tâm, chắc chắn em sẽ luôn đứng về phía Tiểu Dã, ra mặt cho cô ấy. Nếu bố mẹ cậu không thích Tiểu Dã, mà thích vợ sắp cưới trước kia của cậu thì sao? Em thật lòng thích Tiểu Dã, em chỉ một lòng với cô ấy. Còn về phía bố mẹ em, nếu họ không thể chấp nhận Tiểu Dã, chúng em cũng có thể sống cuộc sống của riêng mình. Các anh cứ yên tâm, em thật lòng yêu thương Tiểu Dã. Nếu có khó khăn ngăn cản em lấy Tiểu Dã, chắc chắn em sẽ khắc phục. Các anh lo lắng như thế làm em căng thẳng rồi này. Được rồi, vậy chúng tôi giao Tiểu Dã cho cậu. Vâng. Đi đi. Ông bà thông gia, ông bà xem mình còn yêu cầu gì không? Tôi với bố của Diệp Thần chỉ có một yêu cầu, đó là mau chóng
để hai đứa gặp mặt. Nếu không có vấn đề gì, có thể tổ chức luôn vào cuối tháng này, ngày 8 tháng sau đi đăng ký kết hôn. Được, được, được. Không thành vấn đề, con gái nhà tôi. Sau khi xem ảnh Diệp Thần nhà ông bà, thấy rất thích Diệp Thần. Ôi chao. Thế thì tốt quá. Ông Thông gia, ông không biết đâu, Diệp Thần nhà tôi độc thân suốt. Khó khăn lắm. Mới để chúng tôi giúp nó. Ông nói xem một cô gái tốt như thế, để chúng mau chóng kết hôn đi. Kẻo đêm dài lắm mộng, vài hôm nữa nó hối hận thì sao. Ừ, việc hôn nhân của con cái vẫn phải để bố mẹ lo. Ai nói không phải chứ. Con bé nhà tôi ngày trước cũng chơi với đám bạn, đều không đáng tin, lại là quản lý gì đó, rồi là công tử bột. Ôi trời, đâu có mắt nhìn người. Như người làm bố mẹ như chúng ta. Đúng, đúng, vậy đúng. Chuyện này cứ quyết vậy đi. Ha ha ha, cứ quyết vậy đi, chúng tôi không có ý kiến gì. Sau khi xong, tôi sẽ bảo con trai tôi chủ động hẹn con gái ông. Ừm, được, được, được. Bố. Xin lỗi gì, ban nãy công ty có việc nên trễ mất một lúc. Xin lỗi gì, ban nãy công ty có việc nên trễ mất một lúc. Ôi trời, không sao, không sao. Rất được. Cũng không khác gì bố cháu nói. Tôi rất hài lòng. Tôi cũng thấy rất tốt, cứ quyết chuyện này vậy đi. Ha ha, vậy được. Vậy mọi chuyện cứ làm theo ngày mọi người chọn đi. Mỹ Lạc nhà tôi. Ha ha ha. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Đây là bạn gái con muốn kết hôn với cô ấy. Gì cơ? Con trai bà có bạn gái rồi sao? Bà Thông gia. Chuyện này là sao? Chả phải đã nói sẽ đính hôn với Mỹ Lạc nhà tôi sao? Đừng, đừng, đừng. Ông Thông gia, ông đừng lo, để tôi hỏi cho rõ. Thằng nhóc này, con chạy đi đâu đấy? Chả phải con không yêu đương gì sao? Sao tự dưng lại có bạn gái? Nó là bạn gái con thật sao? Không, không, không. Đừng bảo là con không muốn kết hôn. Thuê về lừa mẹ nhé. Ôi chao. Nhưng cô gái này xinh quá. Mắt to long lanh. Mẹ thích. Mẹ, lần này con nghiêm túc đấy. Trước đây con không yêu. Cũng là do cô ấy. Ồ. Mẹ hiểu rồi. Ôi chao, cô gái tốt thế này. Thảo nào con trai gì vẫn luôn thường nhớ cháu. Cháu. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu? Bây giờ bố mẹ cháu có biết? Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ để Tử Phù thở chút đã. Chúng ta ngồi xuống đi. Ha ha ha, Khương Tử Phù, sao lại là cô? Gì? Bọn cháu thật lòng yêu thương nhau. Trước đây cháu thật sự không biết gì đã sắp đặt hôn sự cho Diệp Thần. Cháu yên tâm, gì biết rồi. Ông Thông gia, à, không, ông không, hạ, không. Ông cũng thấy rồi đấy. Con trai tôi đã có cô gái nó thích rồi. Hôn ước giữa hai nhà chúng ta, hủy bỏ đi. Dựa vào đâu? Bà nói hủy là hủy hà. Vậy Mỹ Lạc nhà tôi phải làm sao? Đã chọn ngày rồi. Giờ tự dưng bà lại bảo tôi con trai bà đã có người nó thích. Chả phải là đang chơi xỏ chúng tôi sao? Đừng, 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 không thể nói vậy được. Ông nói xem con trai tôi không đồng ý. Ông cũng đâu thể ép nó. Hơn nữa, chả phải bọn nó còn chưa tiếp xúc sao? Sao lại không được hủy? Khương Tử Phù, dựa vào đâu mà cô đòi cướp sở Diệp Thần? Cô cố tình chống lại tôi đúng không? Cô này, mong cô bình tĩnh lại. Chuyện này đúng là lỗi của tôi và mẹ tôi, nhưng mong cô đừng trút giận lên vợ sắp cưới của tôi. Hạ Mỹ Lạc, trước đây cô sao chép tác phẩm của tôi, trộm mất mặt dây chuyền ngọc gia truyền của tôi, còn định tới nhà họ Thịnh giả mạo thân phận của tôi, kết quả bị các anh tôi phát giác đuổi ra khỏi nhà. Cô không nhớ rõ sao? Cô câm miệng. Bố coi cô ta kìa. Xem ra trước đây bảo các anh tha cho nhà họ Hạ cũng là tôi sai rồi. Chú gì? Cháu đúng là Khương Tử Phù. Ừm, nhưng cháu cũng là con gái mới được tìm về của tập đoàn Thịnh Thị, Thịnh Tiểu Dã. Trước cháu không nói, là do cháu không muốn mọi người miễn cưỡng đồng ý vì thân phận của cháu. Ông Hạ, ông nuôi được cô con gái tốt quá. Bây giờ tôi tuyên bố, tập đoàn Thịnh Thị sẽ hủy hợp tác với tập đoàn Hạ Thị. Con khốn này. Bố, sớm muộn gì tập đoàn Hạ Thị cũng bị hủy hoại trong tay mày thôi.
Khương Tử Phù, cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi rồi. Cô cứ đợi đó, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. May không tìm nhà họ Hạ. Cháu coi con gái ông ta đã làm chuyện gì thế không biết. Cháu gái, không làm cháu sợ chứ. Cảm ơn dì đã quan tâm. Cháu không sao. Trước đây khó đối phó hơn, cháu còn đối phó được, á. Đúng là vừa thông minh vừa khôn khéo. Không hổ là người con trai mẹ chọn. Ôi chao, dì càng nhìn càng thích. Mẹ, lần này mẹ biết tại sao trước kia con không tìm bạn gái rồi gặp được người tốt thế này, con còn thích được ai nữa. Đúng vậy, anh đừng nói nữa. Ngồi đi. Em thấy tối nay thế nào? Bố mẹ anh đều thích em lắm đấy. Tốt lắm ạ, em cũng không ngờ dì lại thấu tình đạt lý như thế. Thế nên chuyện này mới thuận lợi như vậy. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Diệp Thần. Diệp Thần, anh sao rồi? Anh sao rồi? Alo, 120 sao? Tiểu Dã, em đừng lo, chắc chắn Diệp Thần sẽ phẫu thuật thành công, bình an ra ngoài, đều tại em đã thấy Hạ Mỹ Lạc bất thường từ lâu rồi, em nên để nói ra sớm hơn, hoặc là em nên gọi điện thoại cho anh với anh cả sớm hơn, sao em lại không làm gì? Đồ ngốc, sao anh trách em được, đừng nghĩ nhiều nữa, phải rồi, khi đó em sợ quá, em quên báo cảnh sát rồi, Hạ Mỹ Lạc sẽ không chạy mất chứ. Yên tâm đi. Anh đã báo cảnh sát rồi. Anh cũng gọi cho anh cả, anh hai rồi. Có lẽ hai anh đang bận gì đó, tạm thời chưa thể đến đây. Không sao đâu, có anh ba ở đây cũng vậy, được không? Ai là người nhà bệnh nhân? Chào cô, là chúng tôi. Có thể phải truyền máu. Để tôi. Đi theo tôi. Anh. Yên tâm đi, em gái. Y tá nói máu của anh dùng được. Một lúc nữa mới phẫu thuật xong. Có máu của anh rồi. Sở Diệt Thần biết em còn đang lo lắng đứng đây đợi cậu ta, chắc chắn sẽ bình an tỉnh lại thôi. Anh. Xin lỗi. Thật ra em đã không trách anh từ lâu rồi. Em chỉ giận, nổi nóng với anh vậy thôi. Anh đừng trách em. Xin lỗi anh. Được rồi, em gái. Là anh có lỗi với em. Y tá, anh ấy sao rồi? Yên tâm đi, may là đưa tới viện kịp thời, phẫu thuật rất thành công, cảm ơn. Anh tỉnh rồi sao? Giờ em đi gọi bác sĩ. Sao rồi? Cậu không sao chứ? Tiểu Dã, em có bằng lòng lấy anh làm vợ anh không? Em bằng lòng. Bố, mẹ, còn cả ba anh của Tiểu Dã nữa, mọi người yên tâm. Chắc chắn con sẽ tốt với Tiểu Dã cả đời. Cô Thịnh Tiểu Dã, em có bằng lòng lấy anh làm vợ anh không? Em bằng lòng.